là một trong những câu hỏi lớn, một trong hai câu hỏi lớn mà người Việt chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang thường hay hỏi với nhau. Đó là câu hỏi làm sao để Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại. Tại vì chúng ta đã biết trong 20 năm thể chế Việt Nam Cộng Hòa tồn tại thì người dân miền Nam chúng ta đã có tự do. Ít nhất đi nữa chúng ta có phân nửa quốc gia tự do và có cường thịnh, có văn minh, đúng không các anh chị? Thành ra là câu hỏi lớn, chúng ta làm sao để Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại. Thì Quy hôm nay nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Quy cũng xin chia sẻ với các anh chị vài cái ý niệm. Một vài cái ý niệm. Cái phần trước thì Quy đã nói rồi, Việt Nam Cộng Hòa còn đó mà quay trở lại các anh chị. Chúng ta phải nhìn nhận sự thật. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố đầu hàng thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa còn đó mà quay trở lại. Đau lòng đi chăng nữa cũng phải chấp nhận sự thật, chứ đừng có mơ mộng viễn vông. Đừng có mơ mộng viễn vông nữa. Mà càng viễn vông chúng ta không bao giờ đi đến bến bờ tự do được. Mà câu hỏi đúng ở đây, ý niệm đúng ở đây là gì? Là làm sao để Việt Nam chúng ta có một thể chế như Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện. Câu hỏi đúng ở đây là chúng ta phải đặt với nhau như thế. Đúng không các anh chị? Làm sao để chúng ta có một thể chế như Việt Nam Cộng Hòa từng tồn tại xuất hiện ở Việt Nam? Thì tôi xin nhắc lại là chúng ta thường hay, tôi thấy số đông luôn, đã, đang và chắc chắn sẽ thường hay mơ mộng như vậy, là có một cái chính phủ gắn cái mác Việt Nam Cộng Hòa vô, chính phủ tự phong nào đó ùn ùn kéo quân tướng về Việt Nam, giải trừ độc tài cộng sản, xây dựng thể chế Việt Nam Cộng Hòa rồi đem đến tự do cho chúng ta. Có phải chúng ta mơ ước gì không ạ? Có phải là chúng ta đang mơ ước điều đó không các anh chị? Nhưng mà điều đó nó sẽ đem đến cho chúng ta cái gì ạ? Nó đem đến cho chúng ta một cái mô hình chính phủ tự phong. Nổ. Họ nổ những cái thông tin mà không có thật, hoặc là mơ mơ hồ hồ, không có chuẩn mực nào, và không có đúng với các thông lệ quốc tế. Nó làm cho người dân chúng ta ngày càng u mê hơn, u mê hơn, chứ không có tự do và văn minh hơn. Rồi nó lôi kéo những người dân, đặc biệt là dân miền Tây quê tôi, hiền lành mà ngây thơ, thậm chí có thể nói là ngu, nó thẳng vậy đi, lôi kéo họ tham gia vào những cái trò bạo lực, máu me, giết chóc, cầm hung khí, kích động. Cuối cùng thì họ bị truy đuổi, họ bị bắt bớ, họ bị đe dọa. Và một trong những người rất là nổi tiếng mà chúng ta chắc hẳn vẫn còn nhớ là chú Vương Văn Thả bị công an Cộng sản Việt Nam bắt rồi, vì tham gia vào cái chính phủ mà không có chuẩn mực nào cả, không có biết cái chuẩn mực gì trên thế giới cả. Thế giới này đang đi đến cái bước mà con người ta văn minh đến độ cách mạng, anh cũng phải cách mạng, không có máu thì thế giới người ta mới ủng hộ anh. Một cuộc cách mạng dân sự để giải trừ độc tài, một cuộc cách mạng bất bạo động để giải trừ độc tài thì toàn thế giới sẽ ủng hộ người dân. Còn cách mạng bạo động, bạo lực, xúi người ta giết, đập đầu, cắt cổ thì các anh chị chẳng khác nào cộng sản, cũng chẳng khác nào tụi khủng bố Hồi giáo cực đoan ISIS. Cuối cùng chú Thả bị bắt, và tôi có nguồn tin là chú Thả sắp bị khởi tố vì tội khủng bố. Tội khủng bố là coi như cuộc đời chú Thả và bà con, là người thân của chú Thả tiêu luôn rồi các anh chị. Quốc tế làm sao mà lên tiếng can thiệp vì cái tội khủng bố được? Tội mà tuyên truyền chống nhà nước, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, dân dân, mấy cái tội mơ mơ hồ hồ mà xâm phạm vào quyền tự do của cá nhân á, thì quốc tế người ta lên án dữ lắm, người ta sẽ bảo vệ chú. Còn tội khủng bố là người ta rất là ngán ngại, người ta sẽ không đứng về phía chú, rất khó đứng về phía chú. Tương lai tiêu rồi, đúng không các anh chị?
Thành ra việc mà chúng ta trông chờ một cái chính phủ tự phong nào đó mà xuất hiện ngược trở về Việt Nam để giải trừ Cộng sản, điều đó rất là khó khăn. Rất là khó khăn. Mà thế giới này nó đang, tất cả các nước độc tài, người ta đang đi trên một cái xu thế chung của thế giới này. Nhiều dân tộc đã đi được rồi. Xu thế cả thế giới luôn. Ukraine đã giải trừ được độc tài, một thằng tổng thống thân Nga gây tàn hại đất nước Ukraine. Giải trừ được cái chế độ độc tài này để xây dựng chế độ dân chủ bằng cách tổng biểu tình, tổng bất tuân dân sự. Cuối cùng tổng thống nó phải chạy lưu vong qua Ukraine. Khối Ả Rập, cả chục nước Ả Rập, người ta giải trừ được độc tài bằng một cái cuộc tổng biểu tình, hàng triệu người xuống đường, thế là giải trừ các thể chế độc tài của Ả Rập. Bây giờ họ có tự do. Hồng Kông bị Trung Cộng thò tay vào kiểm soát quốc hội. Các anh chị biết kiểm soát quốc hội là coi như rồi quốc hội nó bầu chính phủ thân Trung Quốc không rồi. Thì dân Hồng Kông tổng biểu tình, cuối cùng phải bầu quốc hội tự do, có những ứng cử viên tự do trúng cử vào trong quốc hội, có thành phần thân Cộng sản nhưng vẫn có thành phần tự do để kiềm lại, thì sẽ bầu cái chính phủ đứng về phía dân hơn. Venezuela móc rác mà ăn, giết thú cưng mà ăn, đói đến độ đó rồi. Người ta cũng biết tổng biểu tình ầm mầm ầm để lật đổ chính phủ độc tài, chính phủ xã hội chủ nghĩa ngu ngốc. Đúng không các anh chị? Vậy thì chúng ta, dân tộc Việt chúng ta là ai trên cái trái đất xanh tươi này? Họ là loài người. Cái xu thế của loài người là họ đi theo con đường cách mạng dân sự, cách mạng bất tuân dân sự, cách mạng mà không bạo lực. Họ đi theo con đường bất bạo động để họ thay đổi thể chế độc tài, để họ tiến lên tự do và dân chủ, để họ có văn minh và cường thịnh. Còn chúng ta là loài gì? Chúng ta không phải loài người sao? Chúng ta là loài gì mà chúng ta đòi đi khác người ta? Mà khi chúng ta không đi theo con đường mà bất bạo động, không đi theo xu hướng của quốc tế, thì quốc tế không ủng hộ chúng ta. Không ủng hộ chúng ta. Có quốc tế, có quốc gia nào ủng hộ người dân bạo động, giết, đập đầu, cắt cổ, giết, tàn sát nhau để làm cách mạng không? Các anh chị chỉ tôi coi có nước nào ủng hộ. Có không các anh chị? Có. 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 Có Trung Quốc đó. Trung Quốc là nó khoái các anh chị bạo động lắm. Khoái thành lập quân đội luôn đó. Các anh chị bạo động thành lập quân đội, thành lập phiến quân, đặng nó bán vũ khí, đặng nó tài trợ, đặng nó chơi dây cho mượn. Mày lật đổ chính phủ mày, mai mốt mày phải thân với tao, mày phải ký cái này cái kia với tao, ký bán đảo bán biển, ký bán biên giới phía bắc, bán vịnh Bắc Bộ, bán Hoàng Sa Trường Sa, bán hàng loạt 5.000 dự án từ Bắc chí Nam. Trên thế giới này mà có nước nào mà nó ủng hộ nước khác bạo lực thì chỉ có tụi Cộng sản với tụi khủng bố Hồi giáo cực đoan thôi, chứ có nước nào. Thì chúng ta đang đi trên con đường gì vậy? Chúng ta đang đi trên con đường nào đây? Quay trở lại là xu thế quốc tế họ đang đi trên con đường là cách mạng dân sự. Cách mạng dân sự, họ làm bất bạo động, họ biểu tình bất tuân dân sự để giải trừ độc tài, để họ muốn xây dựng chính phủ như thế nào là tùy các anh chị. Khi chúng ta có lực lượng, chúng ta tổng biểu tình và bất tuân dân sự để chúng ta giải trừ cái thể chế độc tài Cộng sản rồi, thì các anh chị bầu quốc hội thế nào là tùy các anh chị. Các anh chị soạn hiến pháp như thế nào tùy các anh chị. Cái hiến pháp đó quy định thể chế chính trị của quốc gia chúng ta là thể chế Cộng hòa là tùy các anh chị. Thì lúc đó Việt Nam Cộng hòa xuất hiện trở lại ở Việt Nam. Còn ngồi để mà chờ chính phủ Việt Nam Cộng hòa ABCDEFGH không có đâu. Có đâu.
Và một yếu tố nữa để cho một chính phủ giống như Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trở lại ở Việt Nam, yếu tố này rất quan trọng. Và cho dù các anh chị có tổng biểu tình bất tuân dân sự xong rồi, giải trừ độc tài cộng sản xong rồi mà không có yếu tố này, các anh chị cũng không bao giờ có thể chế giống Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trở lại. Hoặc có thì nó cũng mong manh, dễ vỡ và nó bị phá nát ngay lập tức. Yếu tố then chốt. Đó là gì các anh chị? Có tự do rồi, giải trừ được độc tài rồi mà không có yếu tố này thì cái nền tự do đó rất mong manh và có phải bị phá nát ngay lập tức. Đó là yếu tố gì các anh chị? Các anh chị cho thử một vài đáp án để chúng ta tương tác với nhau đi các anh chị, để Huy nói một mình hoài bị mệt quá hả các anh chị. Huy xin phép nghỉ ít giây uống nước nha các anh chị. Các anh chị cho một vài đáp án đi ạ. Cảm ơn rất là nhiều anh chị cho đáp án. Anh Đại Nhân thì cho là bầu cử tự do, có bạn thì cho là hiến pháp, có bạn thì nói là lãnh đạo, có bạn thì nói là dân chủ. Rất là nhiều yếu tố nó quyết định cái nền tự do sau khi chúng ta giải trừ độc tài cộng sản rồi á. Cái nền tự do này nó rất là non trẻ nha các anh chị có thể tự tưởng tượng đi. Bây giờ cộng sản mà sụp rồi á thì cái nền tự do nó như thế nào? Các anh chị chỉ cần nghĩ câu đó thì các anh chị sẽ cảm thấy nó hỗn mang trong đầu luôn. Nó đen tối luôn. Đúng không ạ? Hiến pháp ok. Bầu cử tự do ok. Lãnh đạo gọi là lãnh đạo giỏi ok luôn. Các bạn nói là xây dựng trên tình yêu thương ok luôn. Nhưng thực chất yếu tố then chốt đó chính là các bạn đó. Chính là các bạn, đặc biệt là các bạn thế hệ 8X, 9X, 10X ở Việt Nam. Chính là các bạn, chính là yếu tố con người. Không có yếu tố con người, tất cả mọi thứ chúng ta đạt được đều rất là mong manh. Các anh chị có thể nói là tam quyền phân lập, có thể nói đa nguyên đa đảng, có thể nói là hiến pháp tự do, có thể nói là bầu cử tự do, có thể nói lãnh đạo quang vinh vĩ đại, bách chiến bách thắng, cái gì đi chăng nữa mà yếu tố con người, chính các anh chị không có đủ lực lượng, không có cùng một ý niệm cùng nhau về một thể chế như thế nào đó mà tốt đẹp, không có chung một ý niệm với nhau về Việt Nam Cộng Hòa là gì, không có ý niệm Cộng Hòa là gì, thì làm gì mà có Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện. Đúng không các anh chị? Nó sẽ xuất hiện, ví dụ các anh chị nói đa nguyên đa đảng, ok, nó sẽ xuất hiện một cái loại đa nguyên đa đảng theo kiểu của Nga. Kiểu của Nga. Tức là sao ạ? Là cứ Putin là tổng thống, thằng em của Putin làm thủ tướng, Medvedev đó, đệ của Putin đó, cái xong hai nhiệm kỳ làm tổng thống đâu được làm nữa, Putin xuống làm thủ tướng, Medvedev lên làm tổng thống một nhiệm kỳ, cái sửa hiến pháp hết nhiệm kỳ Medvedev làm tổng thống, xong Putin lên làm tổng thống, Medvedev lên làm thủ tướng hai nhiệm kỳ nữa, cuối cùng Putin có 5 nhiệm kỳ làm tổng thống. Mà một thằng vua mà nó ngồi hoài ở trên đó thì gọi là vua độc tài. Một thằng tổng thống nó ngồi hoài trên đó thì nó là tổng thống độc tài. Một cái thể chế đa nguyên đa đảng mà có thằng tổng thống ngồi hoài trên đó thì đa nguyên đa đảng độc tài. Các anh chị tưởng đa nguyên đa đảng không có độc tài sao? Trời ơi là trời. Đa nguyên đa đảng chẳng qua là cái tấm áo nó khoác bên ngoài thôi, yếu tố con người chúng ta mới là quan trọng nhất. Cái nền độc tài đó nó không còn là độc tài cộng sản nữa mà nó gọi là độc tài thân hữu. Nó còn khủng khiếp hơn độc tài cộng sản nữa. Các anh chị hỏi hết châu Âu coi có ai ưa người Nga không? Không cần hỏi châu Âu, các anh chị thấy nè, ở Nha Trang ngày xưa khách du lịch châu Âu đến rất là đông.
các chị đúng không, những người Nha Trang xác xác nhận đi. Nhưng mà từ hồi nghe nó xuất hiện một cái là châu Âu bỏ đi hết, ở Nha Trang nhìn thấy rõ đúng không các anh chị? Chỗ nào có thằng nghe chỗ đó thằng châu Âu nó không có ở, đặc biệt thằng Mỹ nó không thích luôn. Là tại sao? Tại vì dân như xứ độc tài nó man di, nó mọi rợ, dĩ nhiên người nghe nó vẫn văn minh hơn người Việt Nam chúng ta, tại vì độc tài của chúng ta nó còn mọi rợ hơn nghe nữa. Thì quay trở lại có đa nguyên đa đảng đó, có bầu cử tự do đó, nghe có hết đúng không ạ? Có sửa hiến pháp luôn, giải trừ cộng sản xong rồi luôn, nhưng có thoát được độc tài không? Thì ở Việt Nam chúng ta nếu không có yếu tố con người, không có yếu tố lực lượng, những người chuẩn bị sẵn cái đầu của mình, ý niệm của mình, những người đang gắn chặt với nhau như nè, những cái nhóm từng nhóm nhỏ một nhưng rất chặt chẽ với nhau, thì chúng ta không có cái nền tảng từ bên trong dân tộc mình. Cái nền tảng cộng hòa, cái nền tảng tự do nó phải nở, nó nảy nở từ bên trong mỗi con người chúng ta. Khi nền tảng tự do, cái mầm tự do nó nảy nở từ mỗi con người, thì cả dân tộc chúng ta có ý niệm về tự do, cả dân tộc chúng ta là những cái mầm tự do. Khi đó chúng ta bỏ từng lá phiếu bởi ý chí của sự tự do, thì chúng ta sẽ chọn được cái quốc hội của tự do, và họ sẽ soạn cái hiến pháp theo ý chí của từng con người chúng ta là những người có bỏ tự do, thì nó mới ra cái hiến pháp tự do chứ không phải là hiến pháp độc tài thân hữu. Thì nó mới ra cái hệ thống tư pháp hành pháp phục vụ cho chúng ta, chứ không phải phục vụ cho một cái thằng tổng thống ngồi hoài ở trên đó. Hồi xưa phục vụ cho đảng cộng sản, bây giờ phục vụ cho Putin cũng vậy thôi. Các anh chị biết hồi thời cộng sản người Liên Xô khổ sở lắm đúng không ạ? Người Liên Xô với triều đại cộng sản khổ sở, nhưng không có đến nỗi khổ như mà cái kiểu là một người mà bất đồng chính kiến bị ám sát trên phố như cái kiểu Putin giết người như bây giờ. Putin giết một chính trị gia bất đồng chính kiến trước mặt báo chí, trước mặt người dân, trước mặt cộng đồng quốc tế. Chính trị gia mà bất đồng chính kiến phải lưu vong lục trại. Tới bây giờ nước Nga tự do mà vẫn có người lưu vong chạy. Dân châu Âu mà gặp dân Nga là bỏ chạy luôn. Thì Việt Nam chúng ta cũng vậy, muốn có nền tảng mà giống như thể chế tự do của Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta phải chuẩn bị sẵn cái mầm ở trong người chúng ta. Muốn có tự do chúng ta phải gieo mầm tự do trong chúng ta và những nhóm nhỏ của chúng ta, 3 người, 5 người chúng ta gieo cho thật là chặt vậy. Thì chừng nữa chúng ta sẽ bỏ những lá phiếu cũng rất là chặt chẽ và cùng ý chí nguyện vọng với nhau. Còn không có lực lượng này là các anh chị thua. Các anh chị sẽ hỏi, giải trừ cộng sản xong rồi thì ai mà độc tài cho được? Xin lỗi các anh chị, giải trừ cộng sản xong rồi nhưng mà cộng sản nó nắm đầy tiền ở trong tay rồi, nó cướp đủ của dân mình và nó nuôi đầy những lực lượng, các anh chị nhìn vào tưởng chừng như là dân chủ. Cái mà các anh chị nghĩ nó là dân chủ, thực chất cộng sản nó nuôi bao nhiêu năm nay rồi. Cộng sản nó chuẩn bị kịch bản sẵn cho ngày nó sụp đổ, nó biết nó không tồn tại lâu, nó không thể nào tồn tại trong xu thế của thế giới này được. Con cái của nó còn nhập quốc tịch nước ngoài, tiền bạc của nó còn đóng những cái quỹ đầu tư của Mỹ, thực chất là tiền của nó. Thì khi cộng sản giải trừ, chúng ta không có mầm tự do trong người, chúng ta không có lực lượng những nhóm là những con người tự do gắn chặt với nhau như vậy, và không có những cái nhóm này chặt chẽ trên khắp các huyện thị trên cả nước như vậy, khi chúng ta đi bỏ phiếu toàn là mấy con mẹ bắn cá, mấy con mẹ bắn gào đi bỏ phiếu ủng hộ cho mấy thằng cụi hết, ủng hộ cho những cái thằng như kiểu như Thánh Từ Thiện Phan Anh, hàng triệu like có nghĩa là hàng triệu phiếu đó, các anh chị chống nổi nó không? Nó mà lên làm thủ tướng hay tổng thống rồi thì các anh chị chết chắc, khác gì với cái cảnh cộng sản bây giờ. Mà không nhìn thấy được chỗ này thì hỏi cái câu hỏi chừng nào mà chúng ta có thể chế giống Việt Nam Cộng Hòa là hỏi chơi cho vui thôi, hỏi chơi cho vui thôi, không có giải quyết được vấn đề gì.
Thậm chí bây giờ các bạn trẻ còn chạy ùn ùn theo những cái nhóm mà đấu tranh dân chủ cội, đấu tranh bây giờ nó nghỉ đấu tranh luôn á, nó nghỉ luôn à, nó quay qua nó đấu tố chơi thôi chứ không đấu tranh nữa, tại vì đảng đang chỉ đạo nó ngồi im không được nhúc nhích, mặc đồ chụp hình chơi thôi, không có được làm gì hết, cầm cờ quơ quơ rồi về, cầm cờ như cờ nít học sinh như này quơ quơ rồi về, không được làm gì hết, ngồi im chờ tao qua tao hỏi ý anh Mỹ coi, anh Mỹ có lợi dụng tao để đánh sập anh Trung Quốc không? Nếu ảnh lợi dụng tao đánh sập anh Trung Quốc, tao sẽ chuyển biến, tao transformer thành tổng thống lưỡng tính, tao sẽ cho tụi bay vô bộ này bộ kia bộ nọ, tụi bay sẽ vô quốc hội, tụi bay sẽ vô tỉnh này tỉnh kia tỉnh nọ, ngồi im không được nhúc nhích. Wow, Việt Nam sẽ có tự do và dân chủ. Wow, nói wow đi các anh chị, nói wow đi, Việt Nam sẽ có tự do và dân chủ. Mà không chừng là anh Mỹ chọn con đường như thằng Cộng sản nó mong muốn thiệt đó nghe các anh chị. Thiệt đó nghe chứ anh chị, đừng có đùa nghe các anh chị. Ngày xưa Tổng thống Reagan đã từng chọn đi đêm với Trung Quốc, thậm chí bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, đẩy người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa là những người chính nghĩa vào con đường phải gãy súng trong đau thương. Để chi? Để nuôi Cộng sản Trung Quốc cho nó mập lên làm đối trọng với Liên Xô, đánh sập hệ thống Cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu ngày xưa. Thì bây giờ hoàn toàn sẽ có kịch bản Trump sẽ đi đêm với thằng Việt Cộng để nuôi cho thằng Việt Cộng mập lên, để đánh sập chia năm xẻ bảy thằng Trung Cộng ra, để cho nó không bao giờ ngóc đầu lên làm đối trọng với Mỹ được nữa. Hoàn toàn có thể có khả năng đó nghe các anh chị. Thì nói điều này để cho các anh chị thấy là gì ạ? Quay trở lại, chúng ta phải xây dựng lực lượng, nói cho cùng tất cả các vấn đề chúng ta phải giải quyết bằng lực lượng. Không có lực lượng, chúng ta không gieo mầm tự do trong trong người chúng ta. Chúng ta không khai thông não của từng người một chúng ta, những nhóm 3 người, 5 người mà chúng ta làm không được nữa, thì chúng ta làm sao mà có tự do, làm sao mà có Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trở lại. Chúng ta chỉ có độc tài thân hữu kiểu Nga xuất hiện trở lại thôi. Cỡ đó là thôi rồi, bye bye. Bye bye luôn, không khác gì cộng sản đâu, các anh chị hỏi người Nga các anh chị biết rồi. Rồi câu hỏi thứ hai cũng là một trong những câu hỏi mà rất là nhiều bạn trẻ đã từng hỏi, vẫn đang hỏi và chắc chắn sẽ hỏi với nhau, rất là trăn trở với nhau. Ngày xưa người dân chúng ta chạy giặc, ông bà chúng ta chạy giặc là chạy cộng sản, nghe nó cộng sản rồi bỏ chạy, rồi năm 54 thì bỏ miền Bắc chạy vào miền Nam, nó chạy vào Nam rồi nó còn quánh vô nữa, nó sẽ dòng Trường Sơn đi cướp nước mà lòng phơi phới dạy đô la. Trời ơi, nó nghe đô la của Sài Gòn là nó vô nó cướp cho bằng được. Thì đồng bào chúng ta chạy tiếp, giặc vô thì phải chạy chứ. Cộng sản là giặc, đúng không các anh chị? Mỗi lần chạy giặc như vậy thì có người lính Việt Nam Cộng Hòa giang tay ra bảo vệ, đưa thân mình ra bảo vệ để cứu những người dân vô tội. Bây giờ chúng ta chạy giặc, vẫn tiếp tục chạy giặc. Sau năm 75 Cộng sản tràn ngập hết mà không còn người lính Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ nữa, chúng ta vẫn phải chạy giặc. Chúng ta chạy giặc mà không ai bảo vệ mình, đúng không chị? Năm 600 ngàn người chết trên biển, bao nhiêu phụ nữ bị hiếp dâm trên biển, bao nhiêu người bị đói khát khổ sở trên biển là chạy giặc. Những thuyền nhân chạy ra nước ngoài là chạy giặc, không còn người lính bảo vệ nữa. Rồi mỗi một năm các anh chị biết 5-6 ngàn người bỏ quốc tịch Việt Nam chạy giặc, chạy cộng sản, tới bây giờ vẫn vậy mà, đúng không các anh chị? Không còn người lính nào để bảo vệ nữa. Thì câu hỏi là chừng nào chúng ta mới có một quân đội như quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trở lại? Chừng nào chúng ta có một quân đội như quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trở lại? Câu hỏi này cũng không kém phần quan trọng so với câu hỏi trước đâu nghe các anh chị. Các anh chị có thể ước đoán được chừng nào không ạ? Chúng ta sẽ nghỉ ít giây rồi quý sẽ quay trở lại. Cảm ơn các anh chị.
Một số anh chị trả lời là lâu lắm. Lâu lắm. Nhiều anh chị đều trả lời giống nhau là không biết. Lâu lắm và không biết. Có anh Hồng Trương trả lời là chừng nào chúng ta đủ lực lượng. Câu trả lời này rất là hay. Có anh Toàn Phú trả lời là 2020. 2020. Có thể 2020 thì chúng ta có một quân lực chung cộng trở lại. Một quân lực chung cộng thì chắc đúng hơn quá. Anh Karen nói là quá khó. Quá khó. Quá khó đúng không các anh chị? Quá khó. Nhưng mà câu trả lời của chúng ta, vấn đề của chúng ta không phải là chừng nào. Chúng ta hay đặt câu hỏi là chừng nào, nhưng mà vấn đề của chúng ta là chúng ta muốn bao nhiêu. Muốn bao nhiêu? Cái sự khao khát của chúng ta bao nhiêu rồi? Đủ chưa? Chúng ta đủ khao khát chưa? Chúng ta có đủ trông chờ chưa? Hay chúng ta vẫn còn tin yêu và quân đội, còn đảng, còn mình, chung với đảng, hiếu với dân? Khi chúng ta còn tin vào cái quân đội mà chung với đảng trước, mà cái đảng đó nó bán nước cha nó rồi, thì chúng ta không bao giờ có quân lực Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Không bao giờ có một quân đội như quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện ở Việt Nam. Mà khi mỗi cá nhân của chúng ta cái sự khao khát đủ lớn rồi, cái mong muốn của chúng ta đủ lớn rồi, và chúng ta cùng mong muốn với nhau. Điều này quan trọng nghe các anh chị. Mỗi một người chúng ta mong muốn đủ lớn và chúng ta cùng mong muốn với nhau, thì lúc đó quân đội phục vụ cho chúng ta sẽ xuất hiện. Lúc đó quân đội phục vụ cho người dân sẽ xuất hiện. Tại sao các anh chị? Tại vì như chúng tôi đã nói, như chúng ta đã nói với nhau rồi, quân lực Việt Nam Cộng Hòa là những gì rất là tốt đẹp, nhân văn. Họ chiến đấu cho tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Họ dang tay bảo vệ người dân lành. Họ hy sinh thân mình cho chúng ta. Rất đẹp đúng không chị? Rất là đáng ngưỡng mộ. Nhưng họ rất là già rồi các anh chị. Hiện bây giờ các chú, các bác 70, 80 tuổi rồi. Những người nào trẻ trẻ cũng 60 mấy tuổi rồi các anh chị. 60 mấy tuổi hết rồi. Thì họ trở lại làm sao? Họ rất là muốn bảo vệ chúng ta, nhưng họ không còn sức để trở lại để bảo vệ chúng ta được nữa. Và thậm chí các anh chị biết, tất cả những tâm tư tình cảm họ dành về cho Việt Nam, họ hướng về Việt Nam, họ hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh cho tự do trong nước là do họ yêu nước, họ thương dân. Người lính Việt Nam Cộng Hòa luôn yêu nước thương dân, chứ họ không phải làm điều đó để họ quay trở lại làm tướng tá. Ơi là trời. Không phải họ làm những điều đó, họ cổ vũ cho cuộc đấu tranh cho tự do cho thế hệ trẻ chúng ta là họ muốn quay trở lại làm tướng tá. Mà chúng ta thì ngồi chờ họ quay trở lại để bảo vệ chúng ta. Không có điều đó đâu. Mà sự thật ở đây là gì? Sự thật ở đây là gì? Sự thật ở đây là chúng ta phải giải thể cái thể chế độc tài cộng sản. Lúc đó chúng ta có một cái quốc hội tự do của dân chúng ta, tức là của chúng ta nè, thì chúng ta sẽ có những cái bộ máy hành pháp, tư pháp, lập pháp độc lập. Chúng ta mới có quân đội riêng độc lập. Các anh chị có hiểu điều đó không ạ? Cái quân đội độc lập đó không thuộc bất cứ đảng phái nào, mà quân đội đó bảo vệ cho quốc gia, bảo vệ cho người dân. Quân đội đó họ chiến đấu bảo vệ tổ quốc và bảo vệ người dân, thì quân đội đó chính là bóng dáng của quân đội, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Không giải trừ được độc tài cộng sản, không có một hiến pháp tự do, không có một quốc hội tự do đa đảng, không có tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập, không có quân đội độc lập, quân đội không có đảng phái, thì chúng ta không bao giờ có quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện. Mà muốn muốn làm điều đó là cái gốc ở chỗ chúng ta phải
xây dựng lực lượng giải trừ cái thằng độc tài cộng sản này. Các anh chị không làm được điều này, các anh chị không bao giờ có quân đội nào bảo vệ các anh chị. Đừng có mơ một cái đội quân nào đó của chính phủ tự phong vớ vẩn nào đó ở hải ngoại, xách súng của Hoa Kỳ về bắn nhau với cộng sản để bảo vệ các anh chị. Không có chuyện đó đâu các anh chị, không hề có chuyện đó đâu. Hoa Kỳ nào mà cung cấp súng cho phiến quân về bắn nhau với nước khác, Hoa Kỳ tài trợ cho khủng bố ư? Thành ra chúng ta phải hỏi lại cái câu hỏi này ở chính mình, chúng ta đủ mong muốn chưa, đủ khát khao chưa? Khi chúng ta đủ mong muốn, đủ khát khao rồi, chúng ta và những người xung quanh chúng ta có đủ mong muốn khát khao như mình chưa? Chưa thì truyền cho họ, giúp họ, kết nối với họ. Ba người, năm người thôi, không cần nhiều, các anh chị kết nối với nhau thành những nhóm, nói chuyện bằng miệng, không có truyền đơn, truyền truyền điếc, không có cờ phướng, không có bất cứ thứ gì, không có súng ống, đạn dược, dao mát, không có cái gì hết. Dùng cái miệng chúng ta. Xu thế của thế giới hiện giờ là tôi lặp đi lặp lại là xu thế cách mạng dân sự. Quốc tế ủng hộ xu thế này, Liên Hiệp Quốc ủng hộ xu thế này. Các anh chị nhớ nha, cách mạng dân sự sẽ dập sập tất cả các thể chế độc tài nào trên thế giới này, quốc tế ủng hộ hết. Dùng miệng đánh thức mọi người, kết nối với nhau từng nhóm 3 năm, 3 năm, các anh chị không cần đâu. Hướng dẫn những người khác chia ra thành lập những nhóm 3 năm giống như các anh chị. Mỗi một xã chúng ta có những nhóm như vậy, mỗi một huyện có nhiều nhóm như vậy, mỗi một tỉnh có rất rất nhiều nhóm như vậy, thì ngày chúng ta có tự do đến gần rồi. Ngày chúng ta có tự do đến gần rồi. Và trên con đường chúng ta sẽ dọn từng nhóm 3, nhóm 5 như vậy, chúng ta sẽ đánh chặn tất cả những thằng nào, thứ nhất, tôi lặp đi lặp lại nghe, thứ nhất yêu đảng, yêu bác, đánh chặn nó. Không phải là chúng ta tiêu diệt nó, cái này khác nghe anh chị. Đánh chặn không cho nó đứng vào hàng ngũ của chúng ta. Thứ hai, đấu tranh, không lo đấu tranh mà lo đấu tố. Các chị nhận diện được cái đám này không ạ? Nhận diện được không anh chị? Gọi là dân chủ cội, dân chủ mà trong khuôn khổ của đảng cho phép đó. Và thứ ba là chúng ta đánh thức những người dân xung quanh chúng ta. Chúng ta nói về hiện tình đất nước, hiện tình của xã hội, hiện tình của độc hại, những nguy cơ về giặc. Tương lai của con cháu giống nòi của chúng ta, nói cho họ, đánh thức họ. Họ nghe, họ hiểu hết các anh chị. Một lúc nào đó khi lực lượng chúng ta đông đủ, khi chúng ta đã cảm thấy lực lượng đông đủ, chúng ta cùng thực hiện một hoặc là hai ba cái nội dung bất tuân dân sự nào đó, thì thể chế độc tài sẽ sụp đổ, mà không cần thằng lãnh tụ dân chủ nào xuất hiện. Trung tâm của Sài Gòn ở quận nhất đầy cộng sản hết, các anh chị có biểu tình nữa đó, suốt đời nó cũng không bao giờ hỗ trợ cho tổng biểu tình nữa đó. Mà chúng ta sẽ thực hiện bất tuân dân sự và biểu tình trên khắp các tỉnh thành như lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý, chúng ta mới thành công. Không phải ngẫu nhiên mà tôi toàn tâm toàn ý, tôi dồn tất cả mọi mà nguồn lực của tôi, thậm chí tôi hy sinh sự nguy hiểm của bản thân tôi để tôi ủng hộ lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý. Không phải ngẫu nhiên các anh chị, tôi chia sẻ thật tình với các anh chị. Tại vì chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là con đường này. Mà con đường này nó cũng là con đường ít đổ máu nhất cho Việt Nam. Ít đổ máu nhất cho Việt Nam. Và khi chúng ta đã đánh thức mọi người rồi, quay trở lại câu hỏi ban đầu, khi chúng ta đã đánh thức mọi người rồi, tức là chúng ta đã chuẩn bị sẵn một cái lực lượng công dân cho nước Việt Nam mới. Đây là mấu chốt rất quan trọng nha các anh chị. Tại sao ạ? Tại vì câu hỏi hồi nãy chúng ta trả lời với nhau rồi đó, là khi cộng sản sụp đổ rồi thì thể chế nào xuất hiện? Các anh chị có chắc là tự do các anh chị giữ được không? Một thằng độc tài khác xuất hiện lên thay cộng sản, các anh chị chịu nổi không? Mà chúng ta chỉ giữ được bằng cách là chúng ta chuẩn bị một cái lực lượng công dân trong tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam. Bằng cách chúng ta truyền miệng này, cái đánh thức này, cái gì chúng ta truyền miệng đánh thức mọi người là chúng ta đang đánh thức trách nhiệm công dân của họ, đánh thức tinh thần công dân của họ. Họ phải biết họ có quyền làm người, họ có quyền dân chủ, họ phải có quyền đi bầu những người họ thích. Đó là tinh thần công dân. Họ biết cái thằng mà tự lên lên mà tao không có bầu đó là độc tài. Khi họ hiểu được điều đó thì những thằng độc tài khác leo lên ngồi trên đầu họ không có được, những thằng ở dưới địa phương độc tài cũng không được. Thì chính vì điều đó chúng ta mới giữ được thành trì tự do sau khi chúng ta thành công.
Các anh chị nên nhớ cho kỹ chỗ này, đây là chỗ rất quan trọng cho Việt Nam trong tương lai. Mà chỗ này chính là chỗ mà tất cả những thằng nhân danh đấu tranh dân chủ không bao giờ chuẩn bị cho các anh chị và người dân Việt Nam. Không bao giờ. Tại sao các anh chị? Tại sao ạ? Tại vì Việt Cộng đang chuẩn bị con đường rút lui. Nó chuẩn bị sẵn kịch bản khi nó sụp đổ. Trong tất cả những kịch bản nó chuẩn bị, có một cái kịch bản nó vẫn tiếp tục giữ quyền hành của nó ở đất nước Việt Nam mới. Khoác tấm áo là tự do, khoác tấm áo là thể chế dân chủ, khoác tấm áo là đa nguyên đa đảng, nhưng thực chất do bàn tay của những thằng cộng sản biến hình tiếp tục thao túng đất nước Việt Nam chúng ta. Thao túng qua con đường những tổ chức giả danh đấu tranh này. Nó đâu có tội gì, nó đánh thức trách nhiệm công dân trong lòng các anh chị. Đánh thức được làm sao nó tiếp tục nó áp đặt cái cai trị đó. Đây mới chính là mấu chốt mà khiến cho thời gian gần đây cái đám này nó lòi mặt hết. Tập trung quay qua đấu tố cho miễn đấu tranh luôn. Miễn đấu tranh luôn. Và đây cũng chính là mấu chốt mà gần đây Việt Cộng liên tục dùng truyền thông đảng, nó dẫn động hành lang, nó tuyên truyền về một cái hình thức chính trị tổng thống lưỡng tính. Thực chất nó là sự đi đêm giữa thế lực hậu cộng sản và thế lực dân chủ cội để tiếp tục thao túng đất nước này trong một cái mô hình chính trị mới, khi Việt Nam không còn cộng sản nữa mà chỉ còn cộng sản biến hình thôi. Đó là tất cả những nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị nhân ngày truyền thống quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6 năm 2017 năm nay. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm lắng nghe. Như thường lệ thì tôi sẽ dành khoảng 15 phút để tiếp tục đàm luận, trao đổi với các anh chị bằng hình thức trả lời câu hỏi. Trước khi các anh chị đặt câu hỏi thì Huy có một số cái vấn đề nhắc các anh chị. Là các anh chị đặt câu hỏi thì đặt tập trung vào chủ đề giùm Huy, ngoài chủ đề thì có khi là Huy không có trả lời. Cái thứ hai là những câu hỏi nào mà các anh chị đặt mà Huy không có kịp nhìn đó các anh chị, cái màn hình nó chỉ nhảy có hai dòng thôi, Huy nhìn không kịp á, thì các anh chị thông cảm giùm. Tại vì có nhiều anh chị đặt câu hỏi Huy không thấy, Huy không trả lời, cái giận hờn, rồi đăng status, rồi nói chung là cằn nhằn cử nhử, nói chung nó không hay cho các anh chị. Nếu mỗi một cái thông báo của Huy về livestream trước livestream Huy luôn thông báo, nếu các anh chị cảm thấy câu hỏi của mình quan trọng mà Huy không trả lời, bỏ sót, các anh chị có thể vào cái thông báo đó, comment bên dưới cái thông báo đó, comment lại câu hỏi và nhắc Huy là câu hỏi này đã hỏi lần trước nhưng Huy không trả lời. Nhắc Huy như vậy thì Huy sẽ ưu tiên trả lời các anh chị. Cảm ơn các anh chị. Trong quá trình các anh chị đặt câu hỏi, Huy xin phép uống nước. Bạn Nguyễn Việt Nam, Hà Nội đây. Mai em đấu tố bọn cười được không? Bạn Việt Nam ơi, công việc của họ, bọn cười với là bọn dân chủ cười các chị, công việc của họ là không có phải là đấu tranh, công việc của họ là đấu tố. Và thậm chí trừ những người mà gọi là những người mà ngu xuẩn bị lôi kéo thì cái đó tôi không nói, đó họ là nạn nhân đó các anh chị. Còn những người, có những người các anh chị biết hành nghề đấu tố để kiếm ăn, cái đối tượng này các anh chị dễ nhìn thấy lắm, hành nghề đấu tố để kiếm ăn. Cái lúc nào mà họ phót hình đi ăn nhà hàng, đi ăn chơi nhảy múa khoe cái này khoe kia thì họ ít đấu tố người khác lắm. Nhưng mà lúc nào thấy họ ít đi ăn nhậu à, hít khoe khoang, hít ít đi du lịch rồi là bắt đầu quay qua đấu tố. Khi mà đấu tố như vậy thì các anh chị biết trong cái hàng ngũ đấu tranh, thậm chí nhất là ở hải ngoại, thì cũng có nhóm này nhóm nọ, xưa nay vẫn vậy mà các anh chị. Nhất là người Việt Nam mình thích chia lắm, thích chia phe lắm. Thì đấu tố nhóm này thì sẽ được cái nhóm bên kia nó tài trợ.
quay qua đấu gớm với nhóm bên kia thì được nhóm bên này tài trợ. Đấu tố có lương, thậm chí có những người đấu tố cộng sản trả lương. Cộng sản trả lương, cứ ai mà nguy hiểm cho cộng sản, đường lối mà cộng sản thấy rõ ràng đường lối này nguy hiểm cho nó, thì các anh chị thấy là cứ tập trung nó dìm dập, nó moi đủ thứ chuyện, nó moi ta nói năm thình bảo lục đời tư rồi ở dưới đáy quần nó cũng moi ra luôn. Thì cái đối tượng này bạn Việt Nam với các bạn quan tâm chi, các bạn hiểu không ạ? Các bạn hiểu cái công việc của họ, quan tâm họ làm chi? À, có một số bạn hỏi tại sao nếu mà vậy thì tại sao tôi có status tôi đăng để tôi cảnh báo về một cái nick mà chuyên chế ảnh. Chuyên chế ảnh đấu tranh bằng cách chế chế ảnh, đấu tranh mà chế ảnh các anh chị chế 1.000 năm cộng sản nó không sụp nữa, chế ảnh mà đòi đấu tranh với độc tài. Họa sĩ biếm họa nổi tiếng bậc nhất thế giới về đấu tranh bằng ảnh biếm họa chống độc tài là Khơn Bao. Các anh chị lên gõ Khơn Bao là chống độc tài cộng sản Trung Quốc á. Ổng là nổi tiếng bậc nhất thế giới luôn, tranh chống tranh tranh biếm họa luôn chứ không có chế ảnh, tự tay ổng vẽ đẹp sâu sắc thâm thúy, vẽ cả chục năm nay rồi, vẽ tới nỗi là gia đình lưu vong luôn rồi. Cộng sản Trung Quốc có sụp không các anh chị? Ừ thì chế ảnh cũng hay, cũng là một cách để truyền thông tin đến người khác, nhưng đó không phải là con đường, nó không phải là con đường. Mà con đường chúng ta nói cho cùng tất cả các vấn đề của Việt Nam phải giải quyết bằng xây dựng lực lượng, không có lực lượng không giải quyết được gì hết. Thành ra là chị nó tập trung với mấy thằng đấu tố rồi làm cái gì? Tôi đưa status để tôi cảnh báo các anh chị mà còn vô đó, còn chối đầu vô mấy chỗ đó thì các anh chị đừng có ghé vô nhà tôi nữa. Tại sao? Tại vì bên chỗ của tôi là chỗ đang xây dựng lực lượng chứ không phải chỗ nhảm nhí, không phải cái chỗ nhảm nhí chế ảnh để cười ha há rồi thôi. Cười ha há rồi thì cộng sản nó cũng ăn tàn phá hại, nó nhai xương, nó nuốt xác con em mình. Tôi không thích cái cười ha há đó, tôi không thích những cái trò đó. Mà cái trò đó mà còn thêm đấu tố người khác nữa, lấy báo đảng để đấu tố người khác nữa thì nó quá thối tha rồi, nó quá tệ rồi, không thể tưởng tượng nữa nó là cái gì rồi. Thì các anh chị tập trung vô đó chỉ mất thời gian, mất công sức, mất trí tuệ, mất cái mà các anh chị lẽ ra dùng để đi xây dựng lực lượng, thì mình lực lượng mình ngày càng mạnh hơn. Một khi chúng ta giải trừ được độc tài cộng sản thì những thằng ăn lương cộng sản để hành nghề đấu tố này á, nó còn tồn tại nữa đâu mà lo. Lúc đó nó cũng chạy đạp xích lô, chạy ba gác, thấy mẹ nó chứ nó có là cái gì trong xã hội này đó mà các anh chị lo, đúng không ạ? Nó sẽ ăn lương trợ cấp nhà nước, lúc đó không chừng nó sẽ ngồi nó đấu tố lẫn nhau. Đấu tố lẫn nhau có cái gì đâu mà lo, được không các anh chị? À, bạn Minh Trường cho em hỏi hiệp định Ba Lê 1973 còn hiệu lực không anh? À, câu hỏi của bạn Minh Trường và rất là nhiều các anh chị khác cùng hỏi cái ý này. À, hiệp định Ba Lê là hiệp định Paris đó các anh chị, năm tháng giêng năm 1973 đó là hiệp định hòa bình, tức là sau sau mùa hè đỏ lửa năm 72, sau một đợt ném bom miền Bắc 12 ngày đêm của Mỹ, thì thật ra cộng sản Hà Nội đã đầu hàng rồi. Tuy nhiên Mỹ nó không cho đầu hàng, các anh chị biết rồi, trong cái bối cảnh Mỹ đi đêm với Trung Quốc để đánh cộng sản Liên Xô và Đông Âu thì Mỹ nó không cho Hà Nội đầu hàng, mà nó đi đêm Trung Quốc thì nó đổi lại là gì? Nó đổi là nó sẽ ký hiệp định hòa bình, Mỹ chỉ rút quân bỏ miền Nam thôi, cộng sản không cần đầu hàng, thậm chí bỏ miền Nam cho rơi vào tay cộng sản, giống như là một cách để cho Trung Quốc cướp Việt Nam vậy đó các anh chị. Đi đêm với cộng sản Trung Quốc mà. Bù lại Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường cho hàng hóa của Mỹ tràn vô Trung Quốc. Thì các anh chị biết nổi, nó bán một ngày 1 tỷ dân, nó bán một ngày uống một lon coca, mình nói nôm na thôi, thì một ngày nó bán 1 tỷ lon coca, tức là tất cả hàng hóa Mỹ mình quy thành coca đi cho dễ. Quá đã, giữ miền Nam có hai mấy triệu dân chi cho mệt, đúng không các anh chị? Mà chết hình như là chết tới 50 mấy ngàn ngàn lính Mỹ, 50 mấy ngàn lính Mỹ chết ở miền Nam, quá mệt, quá mệt. Thậm chí nó nuôi mập Trung Quốc thì Trung Quốc
đe dọa thành trì của Liên Xô, Trung Quốc giáp Liên Xô, các anh giáp Nga, đúng không? Thì lúc đó là lúc mà Mỹ chuyển cái sự quan tâm quốc tế của mình, gọi là chuyển trục đó. Thì Hiệp định Paris, Hiệp định Ba-Lê năm 73 ra đời trong hoàn cảnh đó. Trong hiệp định này có rất là nhiều nước tham gia ký nha các anh chị, nhiều nước tham gia ký chứ không phải là chỉ có miền Bắc và miền Nam ký đâu, rất là nhiều nước. Miền Nam có tới hai bộ phận ký nữa, là Việt Nam Cộng Hòa ký và Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam ký nữa. Nó là một thực thể chính trị được ký trong hiệp định Paris luôn. Thì tất cả hiệp định Paris nói gọn là gì, là các bên ngừng bắn, giữ yên vị trí, ngừng bắn, không mở rộng vùng chiếm đóng, tức là cộng sản không được cướp miền Nam nữa, nói vậy cho dễ hiểu, chứ mở rộng vùng chiếm đóng cái gì, miền Nam có bao giờ tiến quân ra miền Bắc đâu. Thì mười mấy nước ký hiệp định Paris đó, trong đó có rất là nhiều nước thường trực Hội đồng Bảo an nữa, nghe các anh chị, đều thọt viết ký vào hiệp định này. Tuy nhiên năm 75 thì các anh chị thấy rõ ràng miền Bắc vẫn xâm chiếm miền Nam, và Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam ngay sau khi đặt bút ký họ tiến hành đánh miền Nam tiếp. Tại vì các anh chị biết không, họ biết rõ là Mỹ bỏ rồi, ký hiệp định này Mỹ rút quân là Mỹ bỏ miền Nam rồi, họ biết ngày chiến thắng cận kề. Những người lính miền Nam kiên trung chỉ giữ được thêm 2 năm nữa. Giữ được thêm 2 năm nữa. Tất cả viện trợ về vũ khí của Mỹ cắt giảm đến mức tối thiểu, cắt khoảng 90% viện trợ trong vòng 2 năm đó. Thì còn cái gì nữa mà đấu. Trong khi toàn bộ vũ khí Trung Quốc dồn qua cho phía Bắc Việt trong vòng 2 năm đó, tăng viện trợ lên tới 400%. Tăng viện trợ 400% về mặt vũ khí. Các anh chị có thể tưởng tượng được không? Thì cuối cùng hiệp định Paris bị xé bỏ bởi phe cộng sản. Bởi phe cộng sản. Thành ra quay trở lại câu hỏi, người ta hỏi hiệp định Paris còn hiệu lực không? Dĩ nhiên hiệp định quốc tế là phải còn hiệu lực thôi các anh chị. Hiệp định quốc tế là không có hiệp định nào hết hiệu lực, trừ khi trong cái hiệp định đó ghi hiệp định này tới ngày đó hết hiệu lực. Hiệp định Paris không có ghi câu này. À, hiệp định Paris vẫn còn hiệu lực nha các anh chị. Thì người ta sẽ đặt thêm câu hỏi. Câu hỏi này chủ yếu là để giải quyết câu hỏi tiếp theo là gì ạ? Vậy thì miền Nam có thể dựa trên cái việc xâm phạm Hiệp định Paris của Cộng sản miền Bắc để chúng ta kiện ra Liên Hiệp Quốc, kiện ra Tòa án Quốc tế để chúng ta giành lại miền Nam không? Phải không? Mà hỏi câu này là phải như vậy không các anh chị? Phải ý các anh chị là vậy không? Ý của tôi cũng vậy á. Trời ơi, thèm muốn chết. Khỏe đúng không ạ? Khỏe, khỏi biểu tình luôn. Khỏe. Tuy nhiên các anh chị phân tích cái này, các anh chị sẽ thấy hai cái rào cản. Hai rào cản. Cái rào cản thứ nhất là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là người ký Hiệp định Paris á. Là người ký Hiệp định Paris á. Tức là phía Cộng sản nó vi phạm Hiệp định Paris, các anh chị chứng minh nó hơi bị mệt á. Một lát tôi nói cái việc chứng minh hơi bị mệt cho các anh chị nghe sau. Mà cái phía mà Việt Nam Cộng Hòa miền Nam mình ký Hiệp định Paris mà bị mất nước á, là tổng thống của mình đọc tuyên bố đầu hàng. Đây chính là một trong những rào cản mà khi chúng ta kiện thì tòa án quốc tế, tòa án của Liên Hợp Quốc hoàn toàn có thể bác bỏ. Tại nếu anh không tuyên bố đầu hàng mà anh tự nhiên anh bỏ chạy, quánh quá tôi bỏ chạy, thì cộng sản cướp được miền Nam, thì bây giờ chính phủ ở hải ngoại vẫn là chính phủ hợp pháp. Thậm chí bỏ chạy ra một cái đảo nào đó, một cái đảo nào đó thôi, anh ở trong đó anh vẫn có thể lập một đất nước mới mà Liên Hiệp Quốc vẫn công nhận đất nước của anh. Vẫn công nhận đất nước anh, tại vì tôi chưa đầu hàng, tôi là chính phủ hợp pháp của dân cử mà. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta dân bầu mà các anh chị, đúng không ạ? Năm 66 hay năm 67 thì tôi nhớ mãi đó là cuộc bầu cử mà đệ nhị Cộng Hòa, đúng không các anh chị? Mà tổng thống của mấy anh đã đầu hàng rồi thì mấy anh quay trở lại bên kiện là sao? Cái rào cản này chính là rào cản rất lớn để miền Nam chúng ta dùng Hiệp định Paris để lập lại miền Nam, để lấy lại Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi cùng lúc đó các anh chị thấy như Đài Loan lúc mà năm 49 bị Mao Trạch Đông, Cộng sản Mao Trạch Đông đánh Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch có đầu hàng đâu. Tưởng Giới Thạch rút ra đảo Đài Loan, tử thủ, không đầu hàng.
đúng không các anh chị? Cho nên Đài Loan bây giờ vẫn là một quốc gia độc lập, mặc dù Đài Loan chưa được công nhận là một thành viên Liên Hợp Quốc đầy đủ, nhưng mà Đài Loan vẫn có cấp đại sứ ở các nước khác, được rất là nhiều quốc gia trên thế giới công nhận là một quốc gia, rất là nhiều nước đặt đại sứ ở Đài Loan và không có nước nào đụng tới Đài Loan được. Cùng lúc đó giống cuộc chiến ở Triều Tiên, các chị gõ chiến tranh Triều Tiên, Trung Quốc cũng thổi quân đội vũ khí hỗ trợ cho Bắc Hàn, tức là Cộng sản Bắc Hàn đó, đánh Hàn Quốc, tức là đánh cái phía Nam đó các chị, phía Nam Hàn Quốc thì cũng giống như Việt Nam Cộng hòa chúng ta, đánh chạy dồn về phía Nam, dồn về cái chót mũi phía Nam mà chết như rợ, chết đầy hết. Nhưng mà quân đội của Bắc Hàn, quân đội của Hàn Quốc chiến đấu không đầu hàng, tổng thống Hàn Quốc không đầu hàng. Cuối cùng Liên Hợp Quốc nhìn thấy, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc nhìn thấy một đây không phải là một cuộc chiến xâm lược nữa, mà là một cuộc thảm sát, một cuộc thảm sát đang thảm sát dân lành của Nam Hàn. Thành ra người Mỹ và Liên Hợp Quốc đưa quân vào can thiệp, buộc Trung Quốc và Bắc Hàn phải rút quân trở lại, rút ngược trở lại ngay cái giới tuyến quân sự cho tới bây giờ luôn. Thì Hàn Quốc vẫn giữ được quốc gia. Những điều này cho chúng ta thấy gì các anh chị? Hiệp định Paris 73 vẫn còn hiệu lực. Không phải là không còn hiệu lực, còn hiệu lực. Nhưng chúng ta đang mắc mú bởi chúng ta đầu hàng. Chúng ta mắc mú bởi chúng ta đầu hàng. Điểm thứ nhất, thì bây giờ chúng ta có một cái bộ phận kế thừa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hợp pháp đi chăng nữa, thì khi chúng ta khởi kiện, chúng ta hoàn toàn có thể, tôi nói có thể thôi nghe các anh chị, bị bác đơn khởi kiện ngay từ lần đầu tiên, ngay từ lần đầu tiên. Mà các anh chị, tôi cũng nhắc lại luôn là người mà đọc cái tuyên bố đầu hàng là Tổng thống Dương Văn Minh nghe các anh chị, chứ không phải Tổng thống Trần Văn Hương nghe. Tổng thống Trần Văn Hương từ trước trước đó một ngày, Tổng thống Dương Văn Minh lên chủ yếu để đọc tuyên bố đầu hàng. Tổng thống Dương Văn Minh là em của một ông đại tá của Cộng sản Bắc Việt. Bằng cách nào đó ông Minh lên Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thì tôi không biết. Tôi không biết. Tại vì tôi không có sinh ra trong thời đó. Tôi không biết. Bằng cách nào đó mà một tên tổng thống có anh em là Cộng sản lên chủ yếu để đọc lệnh đầu hàng, để cho miền Nam chúng ta bị mắc mú đến nỗi có hiệp định quốc tế bảo vệ mà cũng bị cộng sản cướp luôn, không thể kiện được. Bằng cách nào đó thì tôi không biết. Rồi vậy thì hiệp định Paris nói, nếu vậy nói gì, nó bế tắc không các vậy? Nếu mà nói tới hiệp định Paris vậy nó bế tắc không? Chưa hẳn bế tắc, chưa hẳn bế tắc, đừng có thả mặt mù, chưa hẳn bế tắc các vậy. Tại sao ạ? Tại vì những nước ký hiệp định Paris, những nước ký hiệp định Paris, đặc biệt là Mỹ, đặc biệt là những nước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, dĩ nhiên là trừ Trung Quốc ra các anh chị, Trung Quốc là nó ủng hộ cộng sản, nó thích cướp miền Nam lắm, cướp miền Nam là chắc chắn cướp được Việt Nam, nó biết mà, đúng không ạ? Những nước ký hiệp định Paris hoàn toàn có thể khởi động là hiệp định Paris nếu họ muốn. Nếu họ muốn, các chị nên nhớ rõ chỗ nếu họ muốn. Ở đây, điều này có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là Việt Nam chúng ta tức là tôi và các anh chị nè, chứ không phải là những người Việt ở hải ngoại mang quốc tịch Mỹ, những người Việt ở hải ngoại mang quốc tịch Úc. Các chị nhớ rõ cái này nha, những người Việt mang quốc tịch châu Âu, Việt Nam chúng ta là những người đang mang quốc tịch Việt Nam. Mà bằng cách nào đó chúng ta có thể gây được một cái áp lực để Hoa Kỳ và các nước ký hiệp định Paris tái khởi động lại hiệp định này, tái khởi động lại bàn đàm phán, và tại bàn đàm phán họ công nhận chúng ta là một thực thể lâm thời. Chị nhớ rõ cái chỗ này quan trọng nha, một thực thể lâm thời để tham gia bàn đàm phán đó, thay thế cho Việt Nam Cộng Hòa, kế thừa cho Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta hoàn toàn có thể thắng.
Chỗ này là quan trọng lắm nghe các anh chị, chỗ này quan trọng lắm. Dĩ nhiên trong cái bàn đàm phán đó chắc chắn sẽ có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Cộng sản Việt Nam, Việt Cộng, nó là thực thể kế thừa cái thằng Cộng sản Bắc Việt, đúng không các anh chị? Thực thể thứ hai là Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam, thì là cái tụi Nam Cộng. Hai thực thể này hoàn toàn có thể là lãnh đạo của thằng Cộng sản hiện nay đang tham tham dự miền Bắc và miền Nam. Thật ra tụi nó là một rồi các chị, bây giờ Nam Cộng Bắc Cộng là một, thì nó ngồi chung bàn đàm phán với chúng ta bị hai áp lực đó. Nếu tôi nói lại là nếu chúng ta bằng cách nào đó chúng ta gây được áp lực để các nước mà đã từng ký hồi hiệp định này họ mở lại bàn đàm phán, họ công nhận chúng ta là một thực thể kế thừa Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta thắng. Tại sao thắng ạ? Lúc đó các bạn sẽ quay lại câu hỏi, ủa vậy chúng ta đầu hàng rồi, chúng ta đầu hàng rồi sao mà họ họ tái khởi khởi động hiệp định Paris được, đúng không các chị? Đúng không, đúng không? Tôi nhắc lại ở chỗ là tổng thống của chúng ta tuyên bố đầu hàng thì chúng ta không thể kiện tụng để tái khởi động các chị. Cái chỗ này khác nhau nha, chỗ này nó dễ nhũng não lắm. Đầu hàng rồi thì anh không kiện tụng được, anh không kiện tụng để tái khởi động được. Chứ nếu như chưa đầu hàng á thì một tướng lãnh nào đó hiện giờ đang sống lưu vong ở nước ngoài hoàn toàn có thể nộp đơn khởi kiện để tái khởi động. Nhưng mà đầu hàng rồi là anh không kiện tụng để tái khởi động được, tại vì họ sẽ bác đơn của anh. Nhưng mà đây là chúng ta tái khởi động ở cấp các nước tham gia ký chứ không phải kiện tụng. Các nước tham gia ký, khi họ phát hiện ra một trong các bên vi phạm hiệp định đó các anh chị, tức là cộng sản vi phạm hiệp định, thấy rõ rồi cướp cha nó miền Nam của người ta rồi mà không vi phạm gì, thì họ hoàn toàn có thể ngồi lại bàn tái khởi động lại. Thì lúc đó cái chuyện mà đầu hàng hay không không quan trọng nữa, không quan trọng nữa, tại vì anh vi phạm hiệp định trước, anh dí người ta vào đường cùng, nó mới kéo tới sự kiện tổng thống người ta đọc lệnh đầu hàng. À, tức là anh vi phạm hiệp định trước, các chị hiểu chỗ này không ạ? Cái thằng vi phạm trước thì mày vi phạm trước là hiệp định này phải tái khởi động lại, à, mày xé bỏ hiệp định rồi, đúng không ạ các anh chị? Mà tái khởi động hiệp định lại có nghĩa là sao? Có nghĩa là hoàn toàn có thể đưa quân trở lại miền Nam. Mỹ và đồng minh hoàn toàn có thể đem đưa quân trở lại miền Nam để bảo vệ miền Nam, để bảo trợ cho chính phủ miền Nam lâm thời, bảo trợ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa lâm thời xuất hiện trở lại. Và một trong những yếu tố rất quan trọng nữa mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là gì ạ? Đó là nếu như chúng ta gây đủ áp lực và tranh thủ đủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để chúng ta tái khởi động lại Paris năm 73, thì cái việc mà tụi Cộng sản nó đưa ra là tổng thống của miền Nam chúng ta tuyên bố đầu hàng sẽ vô hiệu. Tại sao ạ? Tại vì tổng thống Dương Văn Minh là tổng thống tự phong. Dân của tụi tôi, dân miền Nam không có bầu cho ông Dương Văn Minh làm tổng thống. Các anh chị có ai bầu cho ông Dương Văn Minh làm tổng thống để ông đọc lệnh đầu hàng không? Có không các anh chị? Các cô dì, các chú bác đang tham gia ở đây, có ai bỏ phiếu bầu cho ông Dương Văn Minh để ông đầu hàng Cộng sản, để cho đất nước chúng ta rơi vào tay giặc không? Để cho dân chúng ta lầm than, hàng trăm ngàn người, hàng triệu người phải chết với tay Cộng sản không? Chúng ta đâu có bầu cho ông Dương Văn Minh, ổng cũng là một tổng thống tự phong thôi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng khi tổng thống Trần Văn Hương từ chức thì nội các bầu tạm thời ông Dương Văn Minh lên thay thế tổng thống tạm thời, các chị hiểu không? Tổng thống tạm thời thì thôi, ông đâu phải là tổng thống dân cử, thành ra ông không đủ quyền hạn đại diện cho dân miền Nam đầu hàng cộng sản, tức là ông không hề phản ánh tâm tư nguyện vọng của dân miền Nam. Tôi không muốn đi theo cộng sản, tôi không hề muốn đi theo cộng sản. Thì lúc đó đây là một trong những yếu tố then chốt để các nước ngồi vào bàn đàm phán Paris xét nguyện vọng của dân miền Nam chúng ta. Chúng ta sẽ là một một thể chế tiếp theo của Việt Nam Cộng Hòa không cộng sản. Nhưng mà quay trở lại từ đầu câu hỏi này, rất khó
Khả năng này rất khó chứ không phải dễ đâu nha các anh chị, rất khó. Tại sao ạ? Tại vì các anh chị biết trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ là một trong những nước mà họ bảo trợ cho những cái hiệp định hòa bình này, họ bảo trợ cho Paris 73, bảo trợ cho Geneva năm năm 54 nhân dân ấy. Một trong những nước như Hoa Kỳ và các nước khác, họ không có rảnh, họ đâu có rảnh, họ ngồi họ lo cho Việt Nam. Đúng không các anh chị? Nước Mỹ, tổng thống Donald Trump, ổng mắc bận rồi. Ổng mắc bận rồi. Ổng bận làm gì các anh chị? Ổng bận make American great again. Mất bận rồi, mất bận rồi. Việt Nam là ai? Việt Nam là gì? Việt Nam đâu? Việt Nam Cộng hòa đâu? Tao thấy Việt Nam Cộng hòa đâu? Where Republic of Việt Nam? Đâu thấy Việt Nam gì đâu, tao thấy gì đâu. Các nước khác cũng vậy thôi các anh chị. Nó bận rồi, nó đâu có rảnh. Nước Pháp bây giờ nó bị khủng bố đùng đùng đùng. Nó lo chuyện cho nó không xong. Nó lo thân nó còn không xong. Nước Đức cũng vậy. Nước Úc cũng vậy. Nước Úc cũng vậy luôn, cũng bị khủng bố đùng đùng. Nước Mỹ bây giờ nó phải hạn chế nhập cư từ 7 nước Hồi giáo. Tại vì nó sợ khủng bố giống như Pháp, châu Âu. Đùng đùng. Các anh chị thấy khủng khiếp không? Thế giới này nó đang khổ sở khốn đốn vì cái bọn ác lắm. Thành ra là một trong những cái chủ trương rất là lớn của Hoa Kỳ và các nước mà gọi là chủ sĩ của thế giới này là gì ạ? Là mỗi một quốc gia phải tự cường. Hiện bây giờ là quốc gia nào cũng phải tự cường. Anh phải tự cường đi. Rồi anh đứng vào đồng minh của tôi. Anh là bạn của tôi. Anh tự cường anh là bạn của tôi, rồi có chuyện gì thì tôi với anh cùng giải quyết. Giúp bạn. Còn anh không tự cường, anh yếu xìu yếu sợ. Anh vừa hèn vừa nhục. Nói thẳng ra một câu đừng có buồn, chứ anh vừa mang di vừa mọi rợ thế kỷ 21 mà anh còn in sách dạy cho dân nuôi chó ăn thịt, nuôi chó lấy thịt như một ngành công nghiệp. Mọi rợ cỡ đó mà anh kêu người ta giúp anh giúp cái gì? Kỹ sư nông nghiệp của cộng sản viết sách dạy làm giàu, nuôi chó lấy thịt phát cho nông dân. Quỷ thần ơi, Mỹ nó nghe tới nó nổi óc cục lên vậy chứ. Cái đám mọi rợ này chỉ để cho nó diệt vong chứ giúp nó làm chi? Từ Bắc chí Nam quán thịt cày đầy hết trơn. Chiều chiều cái vô thịt cày ăn. Trời đất ơi, đất nước người ta thì thương con chó còn hơn con người nữa. Anh chị đừng có tưởng thương con chó hơn con người là nước gì kỳ vậy? Nước gì thương chó hơn người cự? Không phải. Các anh chị không hiểu. Khi mà các anh chị không dạy được con cháu các anh chị thương thú vật thì nó không biết thương con người là gì đâu. Con vật nuôi trong nhà mà không có tình yêu thương, nó thương con người sao mà biết? Và nhìn quanh nhìn quất, nói thằng Trung Cộng xấu, độc, ác, ăn cướp, nhìn thằng Việt Cộng giống hệt. Thế giới này nhìn thằng Trung Quốc làm sao thì nhìn thằng Việt Nam y như vậy, thậm chí nó có khi còn nhiều hơn Trung Quốc, nó ghét thằng Việt Nam còn nhiều hơn ghét thằng Trung Quốc. Đúng không các anh chị? Cầm cái passport Cambodia, Campuchia đó, xin visa đi Mỹ dễ ở cả. Vậy đó mà mình nói Campuchia mình nói nó mỏi đó nghe. Nó xin visa đi Mỹ dễ ở cả. Trong khi cầm passport Việt Nam xin đi Mỹ được tôi cùi nè. Cùi nè. Xin đi Đức được tôi cùi nè. Xin đi Nhật thôi còn không được nữa, chứ đừng có nói đi Mỹ, đi Đức, đi châu Âu, đi Pháp, đi Úc. Không không thấy những điều đó thì hiệp định Paris năm 73 ngồi chờ nó, ngồi là nó giúp mình nữa. Nằm mơ đi. Nằm mơ mà còn không thấy mờ mờ. Tại vì mình đang là một cái nhóm người trong mắt của nó là mang di mọi rợ. Nhìn vô thấy phát ói rồi. Trời ơi, nó gặp mình nó xô mình ra, nó đẩy mình được 80 cây số nè. Tôi nói ra riết rồi các anh chị ghét tôi, nhưng mà không thấy được điều này thì chúng ta không thay đổi được. Không có thay đổi được. Phải nhìn thẳng vào sự nhục nhã của dân tộc mình.
Mà khi chúng ta thay đổi được, chúng ta hết mọi rợ rồi, chúng ta sống đàng hoàng tử tế, biết yêu thương rồi, chúng ta văn minh lên từ con người chúng ta rồi, làm ơn đừng có ăn cắp ăn trộm, làm ơn vợ chồng người ta qua du lịch đang dung dăng dung dẻ cái giật mắt mẹ cái bóp, người ta tự nhiên đi qua đây du lịch, đến thủ đô văn hiến Hà Nội du lịch, tự nhiên đi qua đang cười vậy mắt cái bóp thành ăn mày, tự nhiên thành ăn mày như kế ấy. Còn taxi phóng lên từ đây chạy đó có 2 cây số à, 2 cây số là 30.000 thì Việt Nam đồng hết anh chị. Không đâu, chạy một vòng hết trơn thủ đô, chạy một vòng ghé lại lấy người ta 3 triệu. Quỷ thần thiên địa ơi, đất nước gì kỳ vậy, rồi kêu người ta giúp là giúp cái gì? Rồi Paris cái gì? Chúng ta không có cửa trên con đường này. Nha các anh chị, chúng ta quay trở lại chúng ta phải làm gì ạ? Quay trở lại chúng ta vẫn phải gì, xây dựng lực lượng, chúng ta phải tự cường thôi, đừng có chờ đợi người khác, không có đâu. Phải xây dựng lực lượng, phải tự cường, chúng ta có lực lượng rồi, chúng ta sát cánh cùng nhau, chúng ta giải trừ được độc tài rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể chế tự do văn minh, chúng ta đứng sát cánh cùng những nước văn minh. Khi lúc mà chúng ta đứng sát cánh cùng họ, làm đồng minh với họ rồi, thì tất cả những vấn đề rút mắt khác họ đều giải quyết cùng chúng ta. Còn bây giờ là không có đâu các anh chị, đừng nằm mơ, không bao giờ. Cảm ơn câu hỏi rất là hay. Rồi câu trả lời tiếp theo tôi dành cho một câu hỏi mà cách đây 2 kỳ có một bạn hỏi tôi. Bạn dư luận viên. Hỏi xong thì có một đám dư luận viên nó cắn quần, nó thẳng, ta nó không có thời gian mà nó cứ hỏi hoài. Không có thời gian trả lời nữa mà nó hỏi hoài. Cắn, cứ đăng status lên nó lỡ cắn quần, thẳng, sao không trả lời, sao không trả lời hoài, bữa nay trả lời. Rất là nhiều bạn dư luận viên hỏi câu này. Anh Huy giỏi quá, sao anh Huy không về Việt Nam lãnh đạo đi? Câu hỏi hay không các anh chị? Anh Huy giỏi quá, sao anh Huy không về Việt Nam lãnh đạo đi? Câu hỏi này trước khi trả lời thì tôi xin bình luận là thiệt là hư não. Đây là một câu hỏi thiệt là hư não. Hễ mà các anh chị, đặc biệt là các anh chị, thứ nhất là các bạn dư luận viên hồng vệ binh yêu đảng yêu bác, thứ hai là đám dân chủ cội, dân chủ trong khuôn khổ của đảng, thì hay nghĩ vậy nè, cứ thấy người nào mà thấy đấu tranh hơi quyết liệt một chút, thấy người nào mà hơi gọi là có gì đó hơi nổi bật một chút là bắt đầu là, nếu mà họ ở nước ngoài thì giỏi quá sao không về Việt Nam đi, giỏi quá không về Việt Nam là nói, giỏi quá không về Việt Nam đấu tranh, giỏi không về Việt Nam làm này làm kia làm nọ đi, mà không suy nghĩ coi người ta nói đúng hay nói sai, không suy nghĩ coi đường lối người ta là đem lại hiệu quả hay không, giỏi quá không về Việt Nam đi. Nhưng mà khi mà mình ở Việt Nam, trời, tôi ở Việt Nam tôi đấu tranh 5 năm rồi chứ bổ ích đâu các anh chị. Khi mà mình ở Việt Nam thì nó sẽ hỏi mày ngon quá sao mày không qua nước ngoài mày sống đi, mày bất mãn quá mày ghét cộng sản quá sao mày không qua nước ngoài mày sống, mày giỏi sao mày đi Mỹ đi, mày giỏi quá mày đi Anh đi Pháp đi Mỹ mày ở đi mà đây chơi. Vậy cuối cùng cái đám hư não của mấy bạn muốn làm sao? Vậy cuối cùng cái đám hư não với đám dân chủ cội của tụi mày muốn làm sao? Tụi mày muốn làm sao? Thật ra tao biết tụi mày muốn làm sao. Thật ra tụi mày chỉ muốn tao và những người giống như tao bị bắt, đơn giản vậy thôi chứ gì. Hiểu nhau quá. Mà không bị bắt thì tức, tức thì theo cắn quần. Đơn giản vậy thôi, đúng không? Mà cộng sản của tụi mày đâu có thể nào bắt hết được tụi tao. Cái đảng súc sinh của tụi mày theo phục vụ làm sao mà có khả năng bắt hết được dân Việt tụi tao chống độc tài. Một ngày nào đó tụi mày có hay cái nào bắt được tao thì cũng có người khác xuất hiện nữa thôi. Độc tài là luôn luôn phải bị loài người chống. Đã chọn con đường độc tài là phải bị chống. Tụi bay chọn bưng bô cho độc tài là phải bị chống.
phải bị tức. Và thế nào cũng có những thằng như tao thôi, không bao giờ bị bắt thì tụi bay cứ mãi tức theo cánh quần ẳng 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 vậy thôi, đúng không anh chị? Hư não hết rồi, hư não hết rồi, rất là khổ sở cho đám hư não này. Câu hỏi khác đi các anh chị. Anh Việt Hưng Vũ, Việt Hưng Vũ hay Việt Hùng Vũ, anh có một cái ý kiến rất là hay. Theo tôi nghĩ đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ có biến động lớn vì khủng hoảng kinh tế, vì Trung Cộng chiếm Biển Đông và muốn chiếm Việt Nam, xã hội bế tắc, không có công ăn việc làm nên người dân sẽ nổi loạn, chắc chắn là phải như vậy. Và những tên chóp bu đã giàu có nên không còn hứng thú bảo vệ đất nước như trước, đúng không các anh chị? Phải không ạ? Phải phải vậy không ạ? Đúng đúng đó, các anh chị, anh Việt Hùng hay Việt Hưng gì đó, anh có nhận định rất là đúng. Tháng 7 này là tháng mà cộng sản nó hơn lắm, nó mới quơ vào được một cái cam kết tiếp tục duy trì ODA của Nhật trị giá 20 mấy tỷ đô. Thực ra đó là gì các anh chị? Đó là thay vì đúng tháng 7 này nó phải đóng lãi cho cái kỳ tới hạn và trả vốn 100 tỷ, thì việc Nhật mà cam kết tiếp tục duy trì 20 mấy tỷ đô, chẳng qua nó là cái hình thức ở trong cái gói nợ của Nhật, gói nợ cũ đó, là cộng sản nó trả bớt một phần, còn phần mới thay vì Nhật nó bắt xiết lấy luôn thì thôi nó cho mày giãn. Nó cho mày giãn thì cái giãn này tới bao mấy năm thì tôi không rành, có thể là trong vòng 12 tháng hay 24 tháng gì thôi, chứ họ không có giờ giãn lâu đâu. Mà tháng Giêng năm 2018 sẽ tới một cái đợt tới hạn nợ nữa là 100 tỷ đô tiền vốn nữa và cũng mấy chục tỷ tiền lãi nữa. Tháng 7 năm 2018 cũng tới một đợt y như vậy, cũng 100 mấy chục tỷ tiền lãi nữa. Và tháng Giêng 2019 cũng một đợt y như vậy nữa, 4 đợt. Thì tối đa Cộng sản Việt Nam sẽ tồn tại đến tháng Giêng 2019 sụp đổ hoàn toàn bởi kinh tế. Không có cách nào tồn tại qua được 2019, tại vì cộng sản Việt Nam không còn xuất khẩu được qua Mỹ nữa các anh chị. Không còn xuất khẩu được qua Mỹ thì không còn thặng dư một năm hơn 30 tỷ đô, một năm hút 30 tỷ đô từ Mỹ bởi xuất khẩu. Bây giờ Mỹ, ông Trump bây giờ không có cho xuất khẩu nữa, hàng hóa Trung Quốc còn không cho xuất khẩu, đừng nói Việt Nam làm được cái gì mà xuất khẩu. Những cái nước đồng minh của Mỹ mới được xuất khẩu, giống như Thái Lan đang còn xuất khẩu ào ào hàng hóa giày dép may mặc về Thái Lan xuất khẩu ào ào gạo lúa trái cây ào ào, Việt Nam là no thì đi bụi. Bây giờ chỉ còn thoi thóp bởi Nhật. Nhật nó giống như là nó cho một chút oxy để cho thở nữa các anh chị, đúng không anh chị? Tại sao ạ? Tại vì Nhật nó có hệ thống kinh tế phát triển, Việt Nam rất là mạnh, đúng không anh chị? Honda Việt Nam, công ty Honda của Nhật ở Việt Nam chạy chiếc xe hai bánh gọi là xe Honda. Mày đi đến đây bằng gì? Tao đi xe Honda, nhìn cái nó đi chiếc Yamaha chết dở. Honda nó có slogan luôn, tôi yêu Việt Nam. Các anh chị để thêm chữ đồng vô thì nó hay lắm, tôi yêu Việt Nam đồng. Đất nước mà có tới 40 mấy triệu chiếc xe gắn máy thì các anh chị biết hãng Honda với hãng Yamaha với Suzuki nó thu lợi biết bao nhiêu. Còn ô tô thì hãng Toyota nó bán chạy số 1 Việt Nam, có hãng nào bán lại. Sony, Panasonic, tất cả những cái hãng đó nó đang tồn tại ở Việt Nam, lợi ích kinh tế của Nhật rất là lớn. Thành ra Nhật nó phải bơm oxy cho cộng sản ngáp 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 để nó rút từ từ. Trời ơi, sập một cái là nó chết, sập một cái là nó chết, thằng Nhật nó cũng sợ chết với các anh chị. Thật ra cái dự án mở rộng nhà máy Toyota ở Đông Nam Á lý ra là xây ở Việt Nam, xây một cái nhà máy nữa, thay vì cái nhà máy nó đang có một nhà máy rất là lớn ở ở miền Bắc, nó tịnh xây một cái ở miền Nam thì nó đã dời nhà máy đó qua Thái Lan rồi.
Rồi một cái nữa nó dời qua bên Indonesia rồi. Thay vì nó xây ở Việt Nam thì nó không xây Việt Nam nữa, nó dời đi rồi. Toyota và Honda các anh chị. Điều đó có nghĩa là gì? Nó đang rút dần khỏi Việt Nam. Thì nó phải cầm cự cho Việt Nam đừng có chết, đừng có sụp, lỡ nó bạo loạn lên một cái thì hệ thống quyền lợi của Nhật ở đây không còn nữa thì sao? Đúng không các anh chị? Thành ra bây giờ Việt Cộng bị lâm vào thế chỉ còn ngáp ngáp thôi về kinh tế. Mà chúng ta mà có lực lượng đủ đông, lực lượng chúng ta đủ đông, chúng ta tổng rút tiền khỏi ngân hàng, đổi hết tiền Việt ra tiền đô, hoặc là mua vàng. Mua vàng ở dưới huyện thôi các anh chị, đừng có mua vàng SJC, BNG dùng cái vàng nhà nước là thiếu tổ dữ lắm. Mua vàng dưới huyện, chợ huyện cứ ra mua vàng, đổi hết tiền, không có giữ tiền Việt nữa, là đủ để cho Việt Cộng nó sụp rồi. Nó khỏi ăn trên đầu trên cổ dân chúng ta nữa rồi, khỏi bóc lột nữa luôn. Là chúng ta có xe, chúng ta nghỉ chạy xe một tuần, tổng tất cả 40 mấy triệu chiếc xe này nghỉ không chạy đúng một tuần, Việt Cộng sụp. Không cần tháng đâu, tuần một sụp. Một lít xăng á, giá có 7.000 à, tính lời luôn á cũng là 9.000 thôi, mà nó bán tới 18.000 mà mình chạy hoài thì nó còn thu thuế, nó còn thu tiền đó đó anh chị. Nó lời 9.000, 10.000 một lít thì nó nuôi bộ máy nó còn tồn tại hoài, nó bóc lột các anh chị hoài. Vậy thôi, 40 mấy triệu chiếc xe cứ nghỉ chạy là xong. Thì chúng ta xây dựng lực lượng đi, nó không có tồn tại lâu đâu các anh chị. Và cái diễn cảnh tương lai Việt Nam nếu tiếp tục để cho tới 2019 thì hoàn toàn như anh Việt Hưng, Việt Hùng nói là sao ạ? À? Dân thì ngày càng nghèo, mà quan thì nó ngày càng hút máu thì nó giàu, giàu xong nó chảy ra nước ngoài thì dân chúng ta ngày càng nghèo, nợ thì ngày càng chồng lên đầu. Mỗi một năm chồng 100 mấy chục tỷ đô, một năm chồng 100 mấy chục tỷ đô lên chia đều cho chúng ta trả. Đất đai không có tiền trả thì Việt Cộng nó cắt đất nó bán cho Trung Quốc lấy tiền, bán riết rồi Trung Quốc ở đầy. Bây giờ các anh chị ra Cam Ranh với Nha Trang Trung Quốc mua đất đai, không tin hỏi dân mày đó, thế coi tôi nói thiệt không. Trung Quốc nó mua đất đai hết trơn, dọc bãi biển đẹp là nó hết. Với cổng cắt đất bán các anh chị thì nó tồn tại hoài, còn chúng ta mà tẩy chay thì nó không tồn tại. Mà nó tồn tại hoài thì dân chúng ta nghèo hoài, cơm không có ăn, áo không có mặc, ngày càng độc hại, bệnh tật, bệnh viện thì nằm la lết dưới đất, vô bệnh viện nằm dưới đất, thuốc men thì không có chất lượng, vaccine chích vô cái chết queo, con mình mới đẻ ra chích chết, bệnh nhân vô bệnh viện nằm chết sắp lớp thì không có ai mà bị kiểm điểm kỷ luật hay là bị khởi tố gì hết. Rồi bây giờ dân công nhân móc rác để ăn, bữa ăn công nhân phải ăn bằng rác, sắp bằng với đây sẽ lá rồi đúng không ạ? Mà chúng ta còn không thực hiện được tổng bất tương dân sự nữa thì chúng ta sẽ rơi vào bạo loạn thôi chứ không có gì khác. Mà lúc đó các anh chị nghe đẫm máu chứ không phải đơn giản. Tại sao ạ? À? Tại vì khi người ta đói lên rồi, bần cùng nó sẽ sinh đạo tặc. Đói lên rồi thì thằng nào có đồ ăn sẽ giết nó để cướp đồ ăn, thằng nào mạnh sẽ đi giết thằng yếu để cướp đồ ăn, thằng nào có vợ đẹp sẽ đè vợ nó hiếp. Hồi đó giờ mình đâu cưới được con nhỏ này đâu, dễ gì cưới được, trong lúc bạo loạn này vô chính phủ mà mình được hiếp con này, hiếp vợ nó. Ngon không? Ngon, khoái ha. Đợi bạo loạn đi, nhìn thấy cảnh đẹp lắm. Rồi cảnh sát thì bỏ chạy bảo vệ bản thân nó, còn dân thì mặc tình giết nhau. Thằng nào mạnh thì được có ăn, thằng nào yếu thì đói chết. Sau khoảng 2 năm mà tan nát kiểu đó, giết nhau chết thì kèm theo bệnh chết, đói chết, độc hại chết thì Trung Quốc xuất hiện. Không cần Việt Cộng bàn giao, Trung Quốc nhẹ nhàng qua tiếp quản đất nước, mãi mãi biến thành một cái tỉnh giáo chỉ chẳng hạn, khu tự trị giáo chỉ chẳng hạn thuộc Trung Quốc. Xong, diễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra nếu như từ đây tới 2018 mà chúng ta không xây dựng đủ lực lượng để bất tuân dân sự thì xong, tiêu. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn các anh chị. À, không còn thời gian thì Huy xin dừng cái cuộc đàm luận ở đây. À, trước khi dứt lời, Huy xin cảm ơn các anh chị ở Việt Nam và chúc các anh chị một buổi tối thật là ngon giấc. Cảm ơn các anh chị ở bên kia bán cầu, chúc các anh chị một ngày mới làm việc thật là hiệu quả. Chúc cho khối đoàn kết dân tộc Việt chúng ta ngày càng gắn kết để cho con cháu chúng ta sớm đi đến bến bờ tự do. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị.
chặt chẽ trên khắp các huyện thị trên cả nước như vậy. Khi chúng ta đi bỏ phiếu, toàn là mấy con mẹ bán cá, mấy con mẹ bán gạo đi bỏ phiếu, ủng hộ cho mấy thằng cụi hết. Ủng hộ cho những cái thằng như kiểu như Thánh Từ Thiện Phan Anh. Hàng triệu like có nghĩa là hàng triệu phiếu đó. Các anh chị chống nổi nó không? Nó mà lên làm thủ tướng hay tổng thống rồi thì các anh chị chết chắc. Khác gì với cái cảnh cộng sản bây giờ. Mà không nhìn thấy được chỗ này thì hỏi cái câu hỏi chừng nào mà chúng ta có thể chế giống Việt Nam Cộng Hòa, là hỏi chơi cho vui thôi. Hỏi chơi cho vui thôi. Không có giải quyết được vấn đề gì. Thậm chí bây giờ các bạn trẻ còn chạy ùn ùn theo những cái nhóm mà đấu tranh dân chủ cội, đấu tranh bây giờ nó nghỉ đấu tranh luôn á. Nó nghỉ luôn à. Nó quay qua nó đấu tố chơi thôi chứ không đấu tranh nữa. Tại vì đảng đang chỉ đạo nó ngồi im, không được nhúc nhích. Mặc đồ chụp hình chơi thôi, không có được làm gì hết. Cầm cờ quơ quơ rồi về, cầm cờ như cờ nít học sinh như này quơ quơ rồi về, không được làm gì hết. Ngồi im, chờ tao qua tao hỏi ý anh Mỹ cả. Anh Mỹ có lợi dụng tao để đánh sập anh Trung Quốc không? Nếu ảnh lợi dụng tao đánh sập anh Trung Quốc, tao sẽ chuyển biến, tao transformer thành tổng thống lưỡng tính. Tao sẽ cho tụi bay vô bộ này, bộ kia, bộ nọ. Tụi bay sẽ vô quốc hội, tụi bay sẽ vô tỉnh này, tỉnh kia, tỉnh nọ. Ngồi im không được nhúc nhích. Wow, Việt Nam sẽ có tự do và dân chủ. Wow, nói wow đi các anh chị. Nói wow đi, Việt Nam sẽ có tự do và dân chủ. Mà không chừng là anh Mỹ chọn con đường như thằng Cộng sản nó mong muốn thiệt đó nghe các anh chị. Thiệt đó nghe chứ anh chị, đừng có đùa nghe các anh chị. Ngày xưa Tổng thống Reagan đã từng chọn đi đêm với Trung Quốc, thậm chí bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Đẩy người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa là những người chính nghĩa vào con đường phải gãy súng trong đau thương. Để chi? Để nuôi Cộng sản Trung Quốc cho nó mập lên làm đối trọng với Liên Xô, đánh sập hệ thống Cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu ngày xưa. Thì bây giờ hoàn toàn sẽ có kịch bản Trump sẽ đi đêm với thằng Việt Cộng để nuôi cho thằng Việt Cộng mập lên, để đánh sập, chia năm xẻ bảy thằng Trung Cộng ra, để cho nó không bao giờ ngóc đầu lên làm đối trọng với Mỹ được nữa. Hoàn toàn có thể có khả năng đó nghe các anh chị. Thì nói điều này để cho các anh chị thấy là gì ạ? Quay trở lại, chúng ta phải xây dựng lực lượng. Nói cho cùng, tất cả các vấn đề chúng ta phải giải quyết bằng lực lượng. Không có lực lượng, chúng ta không gieo mầm tự do trong người chúng ta. Chúng ta không khai thông não của từng người một chúng ta. Những nhóm 3 người, 5 người mà chúng ta làm không được nữa, thì chúng ta làm sao mà có tự do? Làm sao mà có Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trở lại? Chúng ta chỉ có độc tài thân hữu kiểu Nga xuất hiện trở lại thôi. Cỡ đó là thôi rồi. Bye bye. Bye bye luôn. Không khác gì Cộng sản đâu. Các anh chị hỏi người Nga các anh chị biết rồi. Rồi. Câu hỏi thứ hai cũng là một trong những câu hỏi mà rất là nhiều bạn trẻ đã từng hỏi, vẫn đang hỏi và chắc chắn sẽ hỏi với nhau. Rất là trăn trở với nhau. Ngày xưa người dân chúng ta chạy ra, ông bà chúng ta chạy giặc là chạy cộng sản, nghe nó cộng sản rồi bỏ chạy, rồi năm 54 thì bỏ miền Bắc chạy vào miền Nam. Nó chạy vào Nam rồi nó còn quánh vô, nó sẽ dòng Trường Sơn đi cướp nước mà lòng phơi phới dạy đô la. Trời ơi, nó nghe đô la của Sài Gòn là nó vô nó cướp cho bằng được. Thì đồng bào chúng ta chạy tiếp, giặc vô thì phải chạy chứ, cộng sản là giặc, đúng không các anh chị? Mỗi lần chạy giặc như vậy thì có người lính Việt Nam Cộng Hòa giang tay ra bảo vệ, đưa thân mình ra bảo vệ để cứu những người dân vô tội. Bây giờ chúng ta chạy giặc, vẫn tiếp tục chạy giặc. Sau năm 75 Cộng sản tràn ngập hết mà không còn người lính Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ nữa, chúng ta vẫn phải chạy giặc. Chúng ta chạy giặc mà không ai bảo vệ mình, đúng không chị? 500-600 nghìn người chết trên biển, bao nhiêu phụ nữ bị hiếp dâm trên biển, bao nhiêu người bị đói khát khổ sở trên biển là chạy giặc. Những thuyền nhân chạy ra nước ngoài là chạy giặc, không còn người lính bảo vệ nữa. Rồi
Mỗi một năm các anh chị biết 5-6 ngàn người bỏ quốc tịch Việt Nam chạy giặc, chạy cộng sản, tới bây giờ vẫn vậy mà, đúng không các anh chị? Không còn người lính nào để bảo vệ nữa. Thì câu hỏi là chừng nào chúng ta mới có một quân đội như quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trở lại? Chừng nào chúng ta có một quân đội như quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trở lại? Câu hỏi này cũng không kém phần quan trọng so với câu hỏi trước đâu nghe các anh chị. Các anh chị có thể ước đoán được chừng nào không ạ? Chúng ta sẽ nghỉ ít giây rồi quý sẽ quay trở lại. Cảm ơn các anh chị. Một số anh chị trả lời là lâu lắm. Lâu lắm. Nhiều anh chị đều trả lời giống nhau là không biết. Lâu lắm và không biết. Có anh Hồng chưa? Trả lời là chừng nào chúng ta đủ lực lượng. Câu trả lời này rất là hay. Một trong những câu hỏi lớn, một trong hai câu hỏi lớn mà người Việt chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang thường hay hỏi với nhau. Đó là câu hỏi làm sao để Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại? Tại vì chúng ta đã biết trong 20 năm thể chế Việt Nam Cộng Hòa tồn tại thì người dân miền Nam chúng ta đã có tự do. Ít nhất đi nữa chúng ta có phân nửa quốc gia tự do và có cường thịnh, có văn minh. Đúng không các anh chị? Thành ra là câu hỏi lớn, chúng ta làm sao để Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại? Thì Quy hôm nay nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Quy cũng xin chia sẻ với các anh chị vài cái ý niệm. Một vài cái ý niệm. Cái phần trước thì Quy đã nói rồi, Việt Nam Cộng Hòa còn đó mà quay trở lại các anh chị. Chúng ta phải 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 nhìn nhận sự thật, nhìn nhận sự thật. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố đầu hàng. Thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa còn đó mà quay trở lại, đau lòng đi chăng nữa cũng phải chấp nhận sự thật, chứ đừng có mơ mộng viễn vông. Đừng có mơ mộng viễn vông nữa, mà càng viễn vông chúng ta không bao giờ đi đến bến bờ tự do được. Mà câu hỏi đúng ở đây, ý niệm đúng ở đây là gì? Là làm sao để Việt Nam chúng ta có một thể chế như Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện? À, câu hỏi đúng ở đây là chúng ta phải đặt với nhau như thế. Đúng không các anh chị? Làm sao để chúng ta có một thể chế như Việt Nam Cộng Hòa từng tồn tại xuất hiện ở Việt Nam? Thì tôi xin nhắc lại là chúng ta thường hay, tôi thấy số đông luôn, đã đang và chắc chắn sẽ thường hay mơ mộng như vậy, là có một cái chính phủ gắn cái mác Việt Nam Cộng Hòa vô, chính phủ tự phong nào đó ùn ùn kéo quân tướng về Việt Nam, giải trừ độc tài cộng sản, xây dựng thể chế Việt Nam Cộng Hòa rồi đem đến tự do cho chúng ta. Có phải chúng ta mơ ước vậy không ạ? Có phải là chúng ta đang mơ ước điều đó không các anh chị? Nhưng mà điều đó nó sẽ đem đến cho chúng ta cái gì ạ? Nó đem đến cho chúng ta một cái mô hình chính phủ tự phong nổ. Họ nổ những cái thông tin mà không có thật, hoặc là mơ mơ hồ hồ, không có chuẩn mực nào đó, và không có đúng với các thông lệ quốc tế. Nó làm cho người dân chúng ta ngày càng u mê hơn, u mê hơn, chứ không có tự do và văn minh hơn. Rồi nó lôi kéo những người dân, đặc biệt là dân miền miền Tây quê tôi, hiền lành mà ngây thơ, thậm chí có thể nói là ngu, nó thẳng gì đi, lôi kéo họ tham gia vào những cái trò bạo lực, máu me, giết chóc, cầm hung khí, kích động. Cuối cùng thì họ bị truy đuổi,
họ bị bắt bớ, họ bị đe dọa. Và một trong những người rất là nổi tiếng mà chúng ta chắc hẳn vẫn còn nhớ là chú Vương Văn Thả bị công an Cộng sản Việt Nam bắt rồi, vì tham gia vào cái chính phủ mà không có chuẩn mực nào cả, không có biết cái chuẩn mực gì trên thế giới cả. Thế giới này đang đi đến cái bước mà con người ta văn minh đến độ cách mạng, anh cũng phải cách mạng, không có máu thì thế giới người ta mới ủng hộ anh. Một cuộc cách mạng dân sự để giải trừ độc tài, một cuộc cách mạng bất bạo động để giải trừ độc tài thì toàn thế giới sẽ ủng hộ người dân. Còn cách mạng bạo động, bạo lực, xúi người ta giết, đập đầu, cắt cổ thì các anh chị chẳng khác nào cộng sản, cũng chẳng khác nào tụi khủng bố Hồi giáo cực đoan ISIS. Cuối cùng chú Thả bị bắt và tôi có nguồn tin là chú Thả sắp bị khởi tố vì tội khủng bố. Tội khủng bố là coi như cuộc đời chú Thả và bà con là người thân của chú Thả tiêu luôn rồi các anh. Quốc tế làm sao mà lên tiếng can thiệp vì cái tội khủng bố được. Tội mà tuyên truyền chống nhà nước, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, dân dân, mấy cái tội mơ mơ hồ hồ mà xâm phạm vào và quyền tự do của cá nhân á, thì quốc tế người ta lên án dữ lắm, người ta sẽ bảo vệ chú. Còn tội khủng bố là người ta rất là ngán ngại, người ta sẽ không đứng về phía chú, rất khó đứng về phía chú. Tương lai tiêu rồi, đúng không các anh chị? Thành ra việc mà chúng ta trông chờ một cái chính phủ tự phong nào đó mà xuất hiện ngược trở về Việt Nam để giải trừ cộng sản, điều đó rất là khó khăn, rất là khó khăn. Mà thế giới này nó đang, tất cả các nước độc tài người ta đang đi trên một cái xu thế chung của thế giới này. Nhiều dân tộc đã đi được rồi, xu thế cả thế giới luôn. Ukraine đã giải trừ được độc tài, một thằng tổng thống thân Nga gây tàn hại đất nước Ukraine, giải trừ được cái chế độ độc tài này để xây dựng chế độ dân chủ bằng cách tổng biểu tình, tổng bất tuân dân sự. Cuối cùng tổng thống nó phải chạy lưu vong qua Ukraine. Khối Ả Rập, cả chục nước Ả Rập, người ta giải trừ được độc tài bằng một cái cuộc tổng biểu tình, hàng triệu người xuống đường, thế là giải trừ các thể chế độc tài của Ả Rập. Bây giờ họ có tự do. Hồng Kông bị Trung Cộng thò tay vào kiểm soát quốc hội. Các anh chị biết kiểm soát quốc hội là coi như rồi, quốc hội nó bầu chính phủ thân Trung Quốc không rồi. Thì dân Hồng Kông tổng biểu tình, cuối cùng phải bầu quốc hội tự do, có những ứng cử viên tự do trúng cử vào trong quốc hội. Có thành phần thân cộng sản nhưng vẫn có thành phần tự do để kiềm lại. Thì sẽ bầu cái chính phủ đứng về phía dân hơn. Venezuela móc rác mà ăn, giết thú cưng mà ăn, đói đến độ đó rồi. Người ta cũng biết tổng biểu tình ầm 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 để lật đổ chính phủ độc tài, chính phủ xã hội chủ nghĩa ngu ngốc. Đúng không các anh chị? Vậy thì chúng ta, dân tộc Việt chúng ta là ai trên cái trái đất xanh tươi này? Họ là loài người. Cái xu thế của loài người là họ đi theo con đường cách mạng dân sự, cách mạng bất tuân dân sự, cách mạng mà không bạo lực. Họ đi theo con đường bất bạo động để họ thay đổi thể chế độc tài, để họ tiến lên tự do và dân chủ, để họ có văn minh và cường thịnh. Còn chúng ta là loài gì? Chúng ta không phải loài người sao? Chúng ta là loài gì mà chúng ta đòi đi khác người ta? Mà khi chúng ta không đi theo con đường mà bất bạo động, không đi theo xu hướng của quốc tế, thì quốc tế không ủng hộ chúng ta, không ủng hộ chúng ta. Có quốc tế, có quốc gia nào ủng hộ người dân bạo động giết, đập đầu, cắt cổ, giết, tàn sát nhau để làm cách mạng không? Các anh chị chỉ tôi coi có nước nào ủng hộ. Có không các anh chị? Có. 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 Có Trung Quốc đó. Trung Quốc là nó khoái các anh chị bạo động lắm, khoái thành lập quân đội rồi đó.
các anh chị bạo động thành lập quân đội, thành lập phiến quân, đặng nó bán vũ khí, đặng nó tài trợ, đặng nó cho vay cho mượn. Mày lật đổ chính phủ mày, mai mốt mày phải thân với tao, mày phải ký cái này cái kia với tao, ký bán đảo bán biển, ký bán biên giới phía Bắc, bán vịnh Bắc Bộ, bán Hoàng Sa Trường Sa, bán hàng loạt 5.000 dự án từ Bắc chí Nam. Trên thế giới này mà có nước nào mà nó ủng hộ nước khác bạo lực thì chỉ có tụi cộng sản với tụi khủng bố Hồi giáo cực đoan thôi, chứ có nước nào. Thì chúng ta đang đi trên con đường gì vậy? Chúng ta đang đi trên con đường nào đây? Quay trở lại là xu thế quốc tế, họ đang đi trên con đường là cách mạng dân sự. Cách mạng dân sự, họ làm bất bạo động, họ biểu tình bất tuân dân sự để giải trừ độc tài, để họ muốn xây dựng chính phủ như thế nào là tùy các anh chị. Khi chúng ta có lực lượng, chúng ta tổng biểu tình và bất tuân dân sự để chúng ta giải trừ cái thể chế độc tài cộng sản rồi, thì các anh chị bầu quốc hội thế nào là tùy các anh chị. Các anh chị soạn hiến pháp như thế nào tùy các anh chị. Cái hiến pháp đó quy định thể chế chính trị của quốc gia chúng ta là thể chế Cộng Hòa, là tùy các anh chị. Thì lúc đó Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trở lại ở Việt Nam. Còn ngồi để mà chờ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa A, B, C, D, E, F, G, H không có đâu. Có đâu. Và một yếu tố nữa để cho một chính phủ giống như Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trở lại ở Việt Nam, yếu tố này rất quan trọng. Và cho dù các anh chị có tổng biểu tình bất tuân dân sự xong rồi, giải trừ độc tài cộng sản xong rồi mà không có yếu tố này, các anh chị cũng không bao giờ có thể chế giống Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trở lại. Hoặc có thì nó cũng mong manh, dễ vỡ và nó bị phá nát ngay lập tức. Yếu tố then chốt. Đó là gì các anh chị? Có tự do rồi, giải trừ được độc tài rồi mà không có yếu tố này thì cái nền tự do đó rất mong manh và có phải bị phá nát ngay lập tức. Đó là yếu tố gì các anh chị? Các anh chị cho thử một vài đáp án để chúng ta tương tác với nhau đi các anh chị, để Huy nói một mình hoài bị mệt quá hả các anh chị. Huy xin phép nghỉ ít giây uống nước nha các anh chị. Các anh chị cho một vài đáp án đi ạ. À. Cảm ơn rất là nhiều anh chị cho đáp án. Anh Đại Nhân thì cho là bầu cử tự do, có bạn thì cho là hiến pháp, có bạn thì nói là lãnh đạo, có bạn thì nói là dân chủ. Rất là nhiều yếu tố nó quyết định cái nền tự do sau khi chúng ta giải trừ độc tài cộng sản rồi á. Cái nền tự do này nó rất là non trẻ nha các anh chị. Các anh chị có thể tự tưởng tượng đi, bây giờ cộng sản mà sụp rồi á thì cái nền tự do nó như thế nào. Các anh chị chỉ cần nghĩ câu đó thì các chị sẽ cảm thấy nó hỗn mang trong đầu luôn, nó đen tối luôn, đúng không ạ? Hiến pháp ok, bầu cử tự do ok, lãnh đạo gọi là lãnh đạo giỏi ok luôn. Các bạn nói là xây dựng trên tình yêu thương ok luôn, nhưng thực chất yếu tố then chốt đó chính là các bạn đó. Chính là các bạn, đặc biệt là các bạn thế hệ 8X, 9X, 10X ở Việt Nam. Chính là các bạn, chính là yếu tố con người. Không có yếu tố con người, tất cả mọi thứ chúng ta đạt được đều rất là mong manh. Các anh chị có thể nói là tam quyền phân lập, có thể nói đa nguyên đa đảng, có thể nói là hiến pháp tự do, có thể nói là bầu cử tự do, có thể nói lãnh đạo quang vinh vĩ đại, bách chiến bách thắng, cái gì đi chăng nữa mà yếu tố con người, chính các anh chị không có đủ lực lượng, không có cùng một ý niệm cùng nhau về một thể chế như thế nào đó mà tốt đẹp, không có chung một ý niệm với nhau về Việt Nam Cộng Hòa là gì, không có ý niệm Cộng Hòa là gì, thì làm gì mà có Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện.
đúng không các anh chị? Nó sẽ xuất hiện, ví dụ các anh chị nói đa nguyên đa đảng, ok, nó sẽ xuất hiện một cái loại đa nguyên đa đảng theo kiểu của Nga. Kiểu của Nga tức là sao ạ? Là cứ Putin là tổng thống, thằng em của Putin làm thủ tướng, Medvedev đó, đệ của Putin đó, cái xong hai nhiệm kỳ làm tổng thống đâu được làm nữa. Putin xuống làm thủ tướng, Medvedev lên làm tổng thống một nhiệm kỳ, cái sửa hiến pháp, hết nhiệm kỳ Medvedev làm tổng thống, xong Putin lên làm tổng thống, Medvedev lên làm thủ tướng hai nhiệm kỳ nữa. Cuối cùng Putin có 5 nhiệm kỳ làm tổng thống. Mà một thằng vua mà nó ngồi hoài ở trên đó thì gọi là vua độc tài. Một thằng tổng thống nó ngồi hoài trên đó thì nó là tổng thống độc tài. Một cái thể chế đa nguyên đa đảng mà có thằng tổng thống ngồi hoài trên đó thì đa nguyên đa đảng độc tài. Các anh chị tưởng đa nguyên đa đảng không có độc tài sao? Trời ơi là trời, đa nguyên đa đảng chẳng qua là cái tấm áo nó khoác bên ngoài thôi, yếu tố con người chúng ta mới là quan trọng nhất. Cái nền độc tài đó nó không còn là độc tài cộng sản nữa, mà nó gọi là độc tài thân hữu. Nó còn khủng khiếp hơn độc tài cộng sản nữa. Các anh chị hỏi hết châu Âu coi có ai ưa người Nga không? Không cần hỏi châu Âu, các anh chị thấy nè, ở Nha Trang ngày xưa khách du lịch châu Âu đến rất là đông. Các chị đúng không? Những người Nha Trang xác nhận đi. Nhưng mà từ hồi Nga nó xuất hiện một cái là châu Âu bỏ đi hết. Ở Nha Trang nhìn thấy rõ. Đúng không các anh chị? Chỗ nào có thằng Nga, chỗ đó thằng châu Âu nó không có ở. Đặc biệt thằng Mỹ nó không thích luôn. Là tại sao? Tại vì dân ở xứ độc tài nó mang di, nó mỏi rỡ. Dĩ nhiên người Nga nó vẫn văn minh hơn người Việt Nam chúng ta. Tại vì độc tài của chúng ta nó còn mỏi rỡ hơn Nga nữa. Thì quay trở lại có đa nguyên đa đảng đó, có bầu cử tự do đó, Nga có hết, đúng không ạ? Có sửa hiến pháp luôn, giải trừ cộng sản xong rồi luôn, nhưng có thoát được độc tài không? Thì ở Việt Nam chúng ta nếu không có yếu tố con người, không có yếu tố lực lượng, những người chuẩn bị sẵn cái đầu của mình, ý niệm của mình, những người đang gắn chặt với nhau như nè, những cái nhóm từng nhóm nhỏ một nhưng rất chặt chẽ với nhau, thì chúng ta không có cái nền tảng từ bên trong dân tộc mình. Cái nền tảng cộng hòa, cái nền tảng tự do nó phải nở, nó nảy nở từ bên trong mỗi con người chúng ta. Khi nền tảng tự do, cái mầm tự do nó nảy nở từ mỗi con người, thì cả dân tộc chúng ta có ý niệm về tự do. Cả dân tộc chúng ta là những cái mầm tự do. Khi đó chúng ta bỏ từng lá phiếu bởi ý chí của sự tự do, thì chúng ta sẽ chọn được cái quốc hội của tự do, và họ sẽ soạn cái hiến pháp theo ý chí của từng con người chúng ta là những người có bỏ tự do, thì nó mới ra cái hiến pháp tự do chứ không phải là hiến pháp độc tài thân hữu, thì nó mới ra cái hệ thống tư pháp hành pháp phục vụ cho chúng ta, chứ không phải phục vụ cho một cái thằng tổng thống ngồi hoài ở trên đó. Hồi xưa phục vụ cho đảng cộng sản, bây giờ phục vụ cho Putin cũng vậy thôi. Các anh chị biết hồi thời cộng sản người Liên Xô khổ sở lắm đúng không ạ? Người Liên Xô với triều đại cộng sản khổ sở, nhưng không có đến nỗi khổ như mà cái kiểu là một người mà bất đồng chính kiến bị ám sát trên phố như cái kiểu Putin giết người như bây giờ. Putin giết một chính trị gia bất đồng chính kiến trước mặt báo chí, trước mặt người dân, trước mặt cộng đồng quốc tế. Chính trị gia mà bất đồng chính kiến phải lưu vong luôn, chạy. Tới bây giờ nước Nga tự do mà vẫn có người lưu vong chạy. Dân châu Âu mà gặp dân Nga là bỏ chạy luôn. Thì Việt Nam chúng ta cũng vậy. Muốn có nền tảng mà giống như thể chế tự do của Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta phải chuẩn bị sẵn cái mầm ở trong người chúng ta. Muốn có tự do, chúng ta phải gieo mầm tự do trong chúng ta và những nhóm nhỏ của chúng ta, 3 người, 5 người chúng ta gieo cho thật là chặt vậy. Thì chừng nữa chúng ta sẽ bỏ những lá phiếu cũng rất là chặt chẽ và cùng ý chí nguyện vọng với nhau. Còn không có lực lượng này là các anh chị thua. Các anh chị sẽ hỏi, giải trừ cộng sản xong rồi thì ai mà độc tài cho được? Xin lỗi các anh chị,
giải trừ cộng sản xong rồi, nhưng mà cộng sản nó nắm đầy tiền ở trong tay rồi, nó cướp đủ của dân mình hết. Và nó nuôi đầy những lực lượng các chị nhìn vào tưởng chừng như là dân chủ. Cái mà các anh chị nghĩ nó là dân chủ, thực chất cộng sản nó nuôi bao nhiêu năm nay rồi. Cộng sản nó chuẩn bị kịch bản sẵn cho ngày nó sụp đổ. Nó biết nó không tồn tại lâu, nó không thể nào tồn tại trong xu thế của thế giới này được. Con cái của nó còn nhập quốc tịch nước ngoài, tiền bạc của nó còn đóng những cái quỹ đầu tư của Mỹ, thực chất là tiền của nó. Thì khi cộng sản giải trừ, chúng ta không có mầm tự do trong người, chúng ta không có lực lượng những nhóm là những con người tự do gắn chặt với nhau như vậy, và không có những cái nhóm này. Có anh Toàn Phú trả lời là 2020, có thể 2020 thì chúng ta có một quân lực Trung Cộng trở lại. Một quân lực Trung Cộng thì chắc đúng hơn quá. Anh Karen nói là quá khó, quá khó, quá khó, đúng không các anh chị? Quá khó. Nhưng mà câu trả lời của chúng ta, vấn đề của chúng ta không phải là chừng nào. Chúng ta hay đặt câu hỏi là chừng nào, nhưng mà vấn đề của chúng ta là chúng ta muốn bao nhiêu. Muốn bao nhiêu? Cái sự khao khát của chúng ta bao nhiêu rồi? Đủ chưa? Chúng ta đủ khao khát chưa? Chúng ta có đủ trông chờ chưa? Hay chúng ta vẫn còn tin yêu vào quân đội, còn đảng, còn mình, chung với đảng, hiếu với dân? Khi chúng ta còn tin vào cái quân đội mà chung với đảng trước, mà cái đảng nó bán nước cha nó rồi, thì chúng ta không bao giờ có quân lực Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Không bao giờ có một quân đội như quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện ở Việt Nam. Mà khi mỗi cá nhân của chúng ta cái sự khao khát đủ lớn rồi, cái mong muốn của chúng ta đủ lớn rồi, và chúng ta cùng mong muốn với nhau. Điều này quan trọng nha các anh chị. Mỗi một người chúng ta mong muốn đủ lớn và chúng ta cùng mong muốn với nhau, thì lúc đó quân đội phục vụ cho chúng ta sẽ xuất hiện. Lúc đó quân đội phục vụ cho người dân sẽ xuất hiện. Tại sao các anh chị? Tại vì như chúng ta đã nói với nhau rồi, quân lực Việt Nam Cộng Hòa là những gì rất là tốt đẹp, nhân văn. Họ chiến đấu cho tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Họ giang tay bảo vệ người dân lành, họ hy sinh thân mình cho chúng ta. Rất đẹp đúng không anh chị? Rất là đáng ngưỡng mộ. Nhưng họ rất là già rồi các anh chị. Hiện bây giờ các chú, các bác 70, 80 tuổi rồi. Những người nào trẻ trẻ cũng 60 mấy tuổi rồi các anh chị. 60 mấy tuổi hết rồi. Thì họ trở lại làm sao? Họ rất là muốn bảo vệ chúng ta, nhưng họ không còn sức để trở lại để bảo vệ chúng ta được nữa. Và thậm chí các anh chị biết, tất cả những tâm tư tình cảm họ dành về cho Việt Nam, họ hướng về Việt Nam, họ hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh cho tự do trong nước là do họ yêu nước, họ thương dân. Người lính Việt Nam Cộng Hòa luôn yêu nước thương dân, chứ họ không phải làm điều đó để họ quay trở lại làm tướng tá. Ơi là trời, không phải họ làm những điều đó, họ cổ vũ cho cuộc đấu tranh cho tự do cho thế hệ trẻ chúng ta là họ muốn quay trở lại làm tướng tá. Mà chúng ta thì ngồi chờ họ quay trở lại bảo vệ chúng ta. Không có điều đó đâu. Mà sự thật ở đây là gì? Sự thật ở đây là gì? Sự thật ở đây là chúng ta phải giải thể cái thể chế độc tài cộng sản. Lúc đó chúng ta có một cái quốc hội tự do của dân chúng ta, tức là của chúng ta nè. Thì chúng ta sẽ có những cái bộ máy hành pháp, tư pháp, lập pháp độc lập. Chúng ta mới có quân đội riêng độc lập. Các anh chị có hiểu điều đó không ạ? Cái quân đội độc lập nó không thuộc bất cứ đảng phái nào. Mà quân đội đó bảo vệ cho quốc gia, bảo vệ cho người dân. Quân đội đó họ chiến đấu bảo vệ tổ quốc và bảo vệ người dân. Thì quân đội đó chính là bóng dáng của quân đội, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Không giải trừ được độc tài cộng sản,
không có một hiến pháp tự do, không có một quốc hội tự do đa đảng, không có tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập, không có quân đội độc lập, quân đội không có đảng phái, thì chúng ta không bao giờ có quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện. Mà muốn làm điều đó là cái gốc ở chỗ chúng ta phải xây dựng lực lượng giải trừ cái thằng độc tài cộng sản này. Các anh chị không làm được điều này, các anh chị không bao giờ có quân đội nào bảo vệ các anh chị. Đừng có mơ một cái đội quân nào đó của chính phủ tự phong vớ vẩn nào đó ở hải ngoại, xách súng của Hoa Kỳ về bắn nhau với cộng sản để bảo vệ các anh chị. Không có chuyện đó đâu các anh chị, không hề có chuyện đó đâu. Hoa Kỳ nào mà cung cấp súng cho phiến quân về bắn nhau với nước khác, Hoa Kỳ tài trợ cho khủng bố ư? Thành ra chúng ta phải hỏi lại cái câu hỏi này ở chính mình. Chúng ta đủ mong muốn chưa? Đủ khát khao chưa? Khi chúng ta đủ mong muốn, đủ khát khao rồi, chúng ta và những người xung quanh chúng ta có đủ mong muốn khát khao như mình chưa? Chưa thì truyền cho họ, giúp họ, kết nối với họ. 3 người, 5 người thôi, không cần nhiều các anh chị. Kết nối với nhau thành những nhóm, nói chuyện bằng miệng, không có truyền đơn, truyền điếc, không có cờ phướng, không có bất cứ thứ gì, không có súng ống, đạn dược, dao mát, không có cái gì hết. Dùng cái miệng chúng ta. Xu thế của thế giới hiện giờ là, tôi lặp đi lặp lại là xu thế cách mạng dân sự. Quốc tế ủng hộ xu thế này, Liên Hiệp Quốc ủng hộ xu thế này. Các anh chị nhớ nha, cách mạng dân sự sẽ dập sập tất cả các thể chế độc tài nào trên thế giới này. Quốc tế ủng hộ hết. Dùng miệng đánh thức mọi người, kết nối với nhau từng nhóm 3 năm, các anh chị không cần đâu. Hướng dẫn những người khác chia ra thành lập những nhóm 3 năm giống như các anh chị. Mỗi một xã chúng ta có những nhóm như vậy, mỗi một huyện có nhiều nhóm như vậy, mỗi một tỉnh có rất rất nhiều nhóm như vậy, thì ngày chúng ta có tự do đến gần rồi. Ngày chúng ta